Không, có có tiếng chứ nhưng mà đang còn chờ có các con có, có các sẵn sàng chưa nè. Okay, good. Okay, so uh, thanks everybody for being here and I'm sure you have lots of fun with Hcat uh, again. Bye bye for now. I have to go do my exercise. hello, 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 Các bạn có nghe Hà Cát nói không? Ai à, nghe rồi? Ok, sorry các bạn. Ha. Nãy giờ nói một mình. Hi, right. um, Hà Cát chào tất cả các bạn. Uh, để khỏi làm mất nhiều thời giờ của các bạn, ha, chúng ta sẽ bắt đầu ngay. Uh, tiếp tục uh, cái bài ngày hôm qua uh, là tại vì... Um, uh, sợ rằng chúng ta sẽ không có đủ giờ okay. uh, những bạn nào mà không thì các bạn chạy ra rồi chạy vào ha các bạn có nghe không hello Ok, những bạn nào mà không nghe được, <laughs> nói cho bạn cũng không có nghe, quá. <laughs> ok, à, rồi, rồi, ok, à, đường truyền không có được tốt lắm ha, ở bên Việt Nam bắt đầu bão rồi phải không các bạn, các thấy, đọc ở trong news là thấy bắt đầu bảo đã tiến vào Việt Nam, à, thì sẽ giọng rằng à, à, chúng ta sẽ không có bị à, ô tan rồi hả, ok, vậy thì tốt, ok à, Ô oh, đang ra Bắc à? Ok, lại tự nghiệp cho một số các bạn ở miền Bắc. Ok, here we go. Um, I got cái link. Của bài học cho những bạn nào mà uh, chưa có cơ hội um, báo qua hai năm Trung Quốc rồi hả? Uh, ok như vậy thì tốt cho uh, nước Việt Nam của chúng ta nhưng mà lại uh, cũng tội nghiệp cho những người đang ở bên đó. Alright, here we go. Um, đây là link uh, bài học chúng ta sẽ tiếp tục ở trong đây à, các bạn vào coi à, những bạn nào mà chưa có kịp giờ để mà in xuống đó các bạn có thể uh, viết lên nói rằng chưa có thì một số các bạn ở trong này hoặc các uh, hôm qua hoặc các đọc chat chat lại hoặc có thấy các bạn rất rất là tốt đã in ra và uh, đã uh, đã uh, viết lên trên đây để nói với các bạn là bất cứ bạn nào mà cần đó các bạn sẽ sẵn sàng để mà gửi email qua cho hoặc có thấy đó là một cái tinh thần giúp đỡ lẫn nhau rất rất là tốt Cô cho em muốn họ họ cô cho em hỏi muốn có phần mềm từ từ điện uh, HD setup vào máy tính không phải trả online thì gửi email cho đâu. Hà uh, các có chiếc ở trong uh, cái tài liệu đó bạn bạn mở ra bạn sẽ thấy ở trong đó có một cái email của uh, của VDSL uh, để hát các no, 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 của English sharing để hát các đưa lên cái link cho các bạn ha hát các có call, copy nó vô trong đây here we go um đúng rồi tí, ok à, lưu bu lộn xộn có sẵn cho hà cát à, mà lưu bu lộn xộn xong mang óp vào coi room dùng cho hà cát giờ lát nữa lên rất là đông ở đó mà còn để nick ở đó xương xích sọt nữa à, mang óp vào coi dùng cho hà cát đi tại vì hôm qua <laughs> hôm qua đông quá là mà các coi không có kịp à, hôm qua hình như cũng có bị bị một người họ vào giật mít á à, gấu đó kia Uh, các bạn làm ơn mang vào giúp a các đi, tại vì hôm qua bị dựng và uh, cái cái microphone a các không biết làm gì hết là mất của các bạn cũng mất mấy phút. Thế này vậy. Trời ơi cố làm sao mà coi hết một lúc được tới cả mà hồi hôm qua lên tới hơn 200 người đó. luôn vô lộn sóng lời quá. <laughs> ok. Rồi right, nói giản hết. Right, Rồi um, các bạn coi ha để a các đưa cái link uh, lên cho các bạn um những bạn nào mà cần đó các bạn có thể vào viết về email ha hoặc cảm ơn gấu rất là nhiều các bạn vào trong gửi về email về về đây rồi các bạn viết ahd ahd là tự động các bạn sẽ nhận được liền tại vì em thì hot đã setup À, sẵn sàng hết rồi đó các bạn, thành ra các bạn chỉ cần gửi về, các bạn với AHD là các bạn sẽ tự động sẽ nhận được ngay, chứ không có cần phải đợi người nào trả lời hết. À, và các bạn sẽ à, cài vào trong à, cái máy vi tính của mình, à, và bạn sẽ có à, cái quyển từ điện đó để các bạn có thể dùng, mà không cần phải vào online. À, nếu mà các bạn có vấn đề mà không cài được hay gì gì đó thì khi đó các bạn gửi email về một lần nữa rồi hỏi em chị hết. Dạ, yeah, ngay cái chỗ mà, mà, Trời ơi, tài liệu gì vậy uh, Quang Thành? đừng nói đừng nói cái bài à cách, đừng, đừng có nói là là ghi âm ha <laughs> ok um, anyway vậy yeah, bạn chỉ cần ghi ahd là được rồi ghi âm luôn chết rồi <laughs> Okay. À, vậy thì hôm nào các bạn gửi cho các cát luôn ha để hà cát giữ lại để mà làm làm tài liệu à, coi lại lỡ là lỡ ra cần phải sửa đổi gì đó thì năm tới là các sẽ sẽ um, sửa lại rồi uh, improve cho năm tới and also có điều là các uh, thấy mắc cười thôi chứ có lần uh, có người nói cho các là đã nghe các nói từ mấy năm trước mà bạn này mới vào trong room hoặc có mới nói là bạn nghe ở đâu thì bạn đó nói là nghe ở bên uh, ở bên uh, YouTube hà Cát nó hà Cát đâu có bao giờ post lên youtube hay làm gì đâu hay là google hay gì gì đó hà Cát không nhớ nữa nhưng mà cái bạn người bạn đó đưa cho hà cá, uh, nghe cái lệnh thì bài giảng của hà cá từ năm 1200 à, 2008 2008 uh, mà hồi đó hà Cát nói con mất cười lắm uh, mà các uh, mà các bạn đó ghi âm lại và post lên uh, Yeah, hôm qua hơn hơn 200 người luôn đó cứ gấu thành ra à, các bạn coi thét xét mà hồi mệt luôn á. Thế đi vậy tiếp tục các bạn ha. À, để hạ đưa cái lệnh hạ các, các bạn thấy rồi phải không? Không phải hình cái hạ cá hồi đó chưa có FUC luôn. Hồi đó uh, à, hạ à, FUC mới khoảng chừng 4 năm đây thôi hả? À, yeah, mà cái 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 bài giảng đó từ xưa 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 <cười> mắc cười lắm. <cười> Okay. Uh, anyway, uh, các bạn vào trong um, đây lấy bài học ha? Và nếu mà các bạn uh, không có thì như Hà Cát nói có thể viết lên Rồi các bạn ở trong này sẽ gửi cho các bạn Chúng ta sẽ tiếp tục để khỏi làm mất nhiều thời gian Các bạn cũng đã khuya lắm rồi All right, here we go Hôm qua chúng ta đã nói tới Nè, không lấy cái bài của Hà Cát Hôm qua chúng ta đã nói uh, đi qua tất cả các phần uh, long vowel sounds, long vowel sounds. các bạn đợi chút, các bạn đừng gửi PM cho Hà Cát bên Skype nhé, là tại vì Hà Cát không có đọc message trên bên Skype. Ok, chúng ta đọc qua tất cả long vowel Sounds okay. Qua hết sáu uh, cái âm chính ở trong đây rồi và chúng ta uh, bước qua cái phần short vowel sound thì chúng ta nói tới short a, uh, short e, short i và yeah, uh, short o thì chúng ta ngưng lại ở đó. phải không các bạn là tại vì hôm qua hết giờ. Yeah. Uh, có bạn nào uh, không có bài để theo dõi thì uh, các uh, Um, nói rồi ha các bạn cứ việc viết lên rồi có sẽ có người gửi cho các bạn hoặc cách tiếp tục rồi sau đó chúng ta sẽ tóm tắt lại ok chúng ta qua hết phần um, short vowel sounds short vowel sound các bạn sẽ nghe nó giống như là ụm o của việt nam mình vậy đó ok trong những cái chữ như là hot hay là uh, can Uh, các bạn sẽ thấy âm o oh", nghe nghe rất là giống âm chữ o oh của việt nam mình uh, bên việt nam chúng ta hay nói là o oh tròn như quả trứng gà nhưng mà ở trong đây thì các bạn nghe cái âm o oh", uh, nó hơi nhẹ nhàng hơn và uh, nhớ là short vowel sounds thì các bạn sẽ thấy là ở phía sau nó bắt buộc phải có mấy cái consonant thì mới đọc ra được còn nếu các bạn chỉ có oh", À, thì nó rất là khó Bởi vậy cho nên khi mà nói tới các short vowel sounds Thì thường thường hạt các sẽ nói các bạn Nên phải có một cái phụ âm ở phía sau Thì chúng ta mới đọc rõ ra được Giờ chúng ta có thể học từ một chữ các bạn hát Ví dụ chúng ta học cái chữ up Từ trong cái chữ như là top Thì các bạn sẽ um, đọc ra được rất là nhiều những cái chữ khác Ví dụ như là mop, cup, top, stop, shop um, Cho nên khi mà chúng ta nói là à, học một chữ hay là học một một cái âm nào đó, không phải là chúng ta cứ phải tra từ điện hoài, gặp một chữ nào cũng tra từ điểm. thì các bạn sẽ thấy ngay ở trong trường hợp này là các bạn um, thấy cái chữ hợp nó có cái cái um, pattern ở trong đây nó là ạ. Thì các bạn sẽ thấy là bất cứ cái chữ nào phân nhiều mà các bạn cho cộng thêm một cái phụ âm ở phía trước thì các bạn sẽ thấy chúng ta đọc cũng y chang vậy thôi, là mop, và COP và chop và stop và shop và còn nhiều nhiều trường hợp nữa khi mà các bạn gặp vào những cái cái chữ như vậy thì các bạn cũng thấy là chúng ta sẽ đọc uh, tự tự giống như giống như là cái âm, âm đó và nó không có thay đổi uh, trong tiếng anh các bạn sẽ thấy những cái pattern này rất rất là nhiều và hôm trước hạt cát có nói với các bạn là khi mà xong khóa luyện âm nó hạt cát sẽ đưa lên cho các bạn một cái pattern uh, hôm trước à, các có nói về 37 cái parent mà à, thường thường à, um khoảng chừng lớp 3 đó là cho các em 37 cái patterns này là tại vì nhìn vào 37 cái patterns này nhìn vào thôi một lần thôi là các em có thể từ đó mà có thể đi khô ra được tới hơn 500 chữ ở trong tiếng Anh um, nhưng mà Hà Cát sẽ uh, làm xa hơn một chút nữa là Hà Cát sẽ đưa lên tất cả mọi cái pattern thường thấy ở trong tiếng Anh nó sẽ hơn 37 cái cái patterns nhưng mà khi mà các bạn có cái tài liệu đó và các bạn nghe Hà Cát nói qua một lần thì các bạn có thể tự mình đi khô ra được rất rất là nhiều việu chữ ở trong tiếng Anh. Uh, chứ không cần uh, tại vì chúng ta muốn uh, hay có muốn các bạn nắm vững được cái cách uh, uh, chữ viết của tiếng Anh để các bạn khỏi phải thắc mắc. Hà các thầy im hết, Hà có mấy con các bạn còn nghe không? Còn nghe phải không? Ok, ok. <laughs> Tôi cứ cứ sợ mình bị té đâu không, không biết. Ok. Uh, thì khi mà Hà thầy đưa lên á thì uh, các bạn có thể giữ cái tài liệu đó lại. Ok, lần này Haka có một số tài liệu mà Cát nghĩ rằng Um, các bạn sẽ rất là thích. Um, ví dụ như là những cái pattern đó trong tiếng Anh các bạn có thể nhìn lướt qua một lần thôi là các bạn có thể đi khô được rất là nhiều chữ ở trong tiếng Anh. Uh, điều thứ hai là các sẽ đem lên um, tất cả những cái silent sounds ở trong tiếng Anh. Silent uh, sounds, silent sound ở trong tiếng Anh. Uh, chúng ta chỉ biết có một số thôi, ví dụ như là trường hợp chúng ta nói KN trong những cái chữ nó là những cái chữ knl no, hay là chúng ta thấy uh, những cái chữ như là W, chẳng hạn WR chỉ trong những cái chữ như là wrong hay là rap hay là đại khái như vậy nhưng mà ở trong tiếng Anh nó còn rất rất là nhiều những cái cái trường hợp khác nữa và Hà Cát sẽ, Hà Cát đã có cái tài liệu đó rồi thì Hà Cát sẽ đưa lên để mà chia sẻ với các bạn trong cái ngày hôm đó bởi vậy cho nên khi mà chúng ta học Tuy rằng Hà Cát nói đây là chúng ta học lại cái phonology của các từ lớp kindergarten cho tới lớp 5. Nhưng mà song song với cái vấn đề mà chúng ta học qua các âm đó, Hà Cát sẽ đưa lên cho các bạn những cái tài liệu mà uh, trong các lớp của người lớn mà các bạn cần. Uh, nó 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 sẽ giúp cho các bạn về sau này rất là nhiều. Nếu mà các bạn gặp phải một cái trường hợp một cái chữ nào đó nó hơi lạ, thì các bạn có thể uh, nhớ lại, à ok uh, cái trường hợp này là tại sao cái chữ này nó, nó là silent vowel như thế, cái silent letters của nó như thế nào, hay là um, nó có những cái âm cam như thế nào hay là uh, nó phải theo cái pattern nào để mà đọc. Bây giờ cho nên nó giúp cho các bạn uh, khi mà học xong cái khóa này các bạn có thể hiểu hơn về về uh, cái cách nhìn vào một chữ và có thể đi khô được cái chữ đó phải đọc như thế nào. Rồi right. đấy. Um, nói trở lại cái âm short o sound thì các bạn sẽ thấy uh, khi mà chúng ta có âm short o sound các bạn sẽ đọc được rất là nhiều chữ và nhớ là cái âm đó nó vẫn là o sound trong trường hợp ví dụ như chúng ta có sob hay là rob hoặc là job Uh, chúng ta thường thấy cái chữ mà ở trong đây khi, khi cái bài đọc đó các bạn hay thấy cái chữ Tom đây là một trong những cái tên rất là quen thuộc ở trong tiếng Anh um, nó viết từ cái chữ Thomas nó viết ngắn từ cái chữ Thomas cho nên các bạn thấy cái âm um, ở trong đây âm um, A uh, từ cái chữ Tom hay là Thomas diễn đọc giống như nhau và um, các bạn sẽ thấy những cái âm giống như là ah, the ah sound ví dụ như là trong cái chữ lock hay là knock hay là rock, nó vẫn có cái âm à, à ở trong đó. Khi các bạn mở miệng ra đọc cái âm o à, rất là nhẹ nhàng, o à, arc à, rất là dễ. Alright. Um, tiếp theo chúng ta có âm short u sound, short u sound các bạn sẽ nghe nó giống như là âm ơ ok, Ờ ơ ơ ơ trong cái chữ như là luck. Um, nhớ um, khi mà nói về cái âm short u sound hoặc các phải nói với các bạn hai điều. Điều thứ nhất là khi mà các bạn uh, nói tới cái chữ ơ đó, cái âm uh, ở trong short u sound thì các bạn sẽ nghe nó giống như là cái chữ ơ của Việt Nam là ơ giống như vậy nè. Ok, nó có cái móc ở phía trên đó ơ. Hoặc là các bạn sẽ nghe nó giống như cái chữ ớ. Tại sao nó có cái sự uh, nghe giống như vậy thì để học các giải thích cho các bạn nghe là tại vì khi mà các bạn viết chữ ơ như vậy và các bạn cho dấu ớ cho dấu sắc vào thì khi các bạn nhìn vào cái chữ này các bạn đọc thì nó đúng là cái chữ ớ khi mà họ các viết hai cái chữ này song song với nhau thì các bạn sẽ thấy là mình đọc hai chữ này giống y chang nhau ớ ờ và ớ các bạn đồng ý không ớ ờ và ớ thì khi mà nếu bây giờ hạt cát bình thường tôi hạt cát nói với các bạn là chị ớ các bạn không biết là hạt cát đang nói chị nào đấy right. thì ở trong tiếng anh đó, khi mà chúng ta tới nói tới short U sound thì nó có cái âm ơ. nhưng mà đôi khi các bạn sẽ nghe nó giống như là chị ớ và đôi khi chúng ta sẽ đọc chữ nghe nó giống như chị ờ um, Hà Cát sẽ nói tới cái âm đó huy nào. Hà Cát sẽ so sánh uh, schwa sound và âm short u sao cho bạn nghe. OK. Uh, hôm qua Hà Cát đọc lại, thắc sát. Hà Cát thấy các bạn có viết một câu rất là hay. Có nghĩa là uh, cầm đèn chạy trước ô tô đó. <laughs> có nghĩa là toàn muốn đi trước không hay chạy lẹ không hả? OK, uh, nghe có nói về short you sound trước ha rồi uh, cả sẽ so sánh short you sound uh, với, với các bạn ok với với short sound alright khi mà cái cái hôm qua hà cá có nói với các bạn là đôi khi chúng ta uh, thấy một cái âm tôi rằng nó ngon hay là nó short không có phải là tên Uh, không có phải là thấy uh, long vowel sound mà chúng ta sẽ kéo dài ra hoặc là thấy short vowel sound mà chúng ta sẽ kéo ngắn lại mà thật sự ra là cái cái ending sound cái ending sound chúng ta sẽ nói tới ending sound trong một cái trong một cái lớp kế uh, tiếp các bạn ha ending sound nó sẽ quyết định cho chúng ta biết là cái cái vowel sound nó được kéo dài hay là nó đọc ngắn phần đông những bạn nào mà đã từng học qua các lớp đó rồi thì các bạn đã các bạn đã biết và yeah, uh, các bạn đã hiểu được cái vấn đề mà cái cái từ lên cho ta vào. Có nghĩa là cái luật mà khi nào chúng ta kéo dài cái nguyên âm. Những bạn nào mà mới các bạn đừng có thắc mắc. Hà các sẽ giải thích rất là rõ ràng cho các bạn. Uh, nhưng mà yếu là các nói là các bạn sẽ thấy cái sự ảnh hưởng của cái ending sound nó sẽ làm cho cái nguyên âm được kéo dài hay là đọc ngắn. Thì trong cái trường hợp của short use sound các bạn sẽ nghe hai cái chữ Hà các đưa lên ngày hôm nay cho các bạn coi. Chữ thứ nhất là cái chữ cup. Cup. Hà các đọc cái chữ này ngắn là bởi vì cái ảnh hưởng của âm P nằm ở phía sau. Cup. Thì khi mà các bạn nghe cái chữ cup, các bạn sẽ nghĩ rằng nó là âm ớ hay là âm ơ ở trong tiếng Việt nào. Cup. Nó nghe giống âm ớ phải không? Đúng rồi. Ok, nghe giống âm ớ. Nó không phải là âm ơ à, thỏ ha. Tại vì nếu mà âm ơ nó là khờ Curb, ơ ơ thì nó sẽ ra cái chữ này curve ok cho nên các bạn khi mà nghe đó chúng ta đọc ngắn hay là chúng ta đọc nhanh đó thì nó sẽ giống như là cái chữ ơ hoặc là chữ ớ trong tiếng việt nào cup 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 các bạn thấy không bởi vậy cho nên khi mà các bạn thấy nghe cái âm này các bạn sẽ nói là à, nó giống như là chữ ơ của việt nam hay là chữ ớ của việt nam và có một thời gian có một số bạn tranh cãi và cả với Hà về cái vấn đề ơ hay ớ cho tới khi Hà cách đưa cái vấn đề này lên thì các bạn nghe ra các bạn mới thấy là à tại sao khi nào mình đọc ơ khi nào mình đọc ớ tại vì trong tiếng việt nam của chúng ta đây là lỗi không phải là lỗi trong tiếng việt thật sự nó không phải là lỗi nhưng mà bởi vì chúng ta có cái sự đồng âm ở trong hai cái chữ này ớ và ớ có nghĩa là cả hai các bạn đều đọc là ở cả. Thành ra khi mà chúng ta đọc cái âm mà short dưới sound, khi mà à Rồi hết nghe rồi hả? Rồi hết nghe rồi hả? À, okay. Ờ. <laughs> có cái khủng bố nữa rồi. Đấy rồi cho nên khi mà chúng ta các các bạn ok với cái vấn đề uh, ơ và ở ra phải không các bạn ờ và ơ và ở ra phải không có nghĩa là short you sound ok các bạn sẽ nghe đôi khi nó sẽ là ơ và đôi khi nó sẽ là ở ok chúng ta sẽ có những cái chữ như là uh, but hat cut các bạn sẽ thấy cái âm ơ Act ở trong này nó sẽ đem cho các bạn rất là nhiều chữ ví dụ như như chữ shut hay là clutch hay là clutch các bạn cũng thấy nó vẫn là cái âm um, ở uh, trong này short như sẹo ok uh, các bạn sẽ coi những cái chữ như là hug bug snug smug hoặc là draw các bạn sẽ thấy nó vẫn là âm um, uh, ở trong này um, uh, những bớt uh, bớt um, cái cái text chat lại để cho một số các bạn cần phải viết bài xuống các bạn ha. Chúng ta có những cái chữ như là fun hay là bun hay là run và uh, chúng ta sẽ có pun hoặc là spun ở trong này. Rồi các bạn sẽ thấy ở trong đây <laughs> đọc từ từ thế? <laughs> Nó là anh sao đó bạn. À, cái à, dưới nhà, à, à, các dưới này à có muốn các bạn à, thấy cái sự ăn thì các bạn sẽ có thể cộng vào bất cứ một cái cái uh, constant này nào ở phía trước thì các bạn vẫn đọc ra cái âm đó được. Ví dụ như là uh, sun hay là fun hay là uh, đại khái như vậy đó. Ok? Uh, nó không nó giống á hả? Ok? Um, á á là như vậy. Um, giống á là short a sao? đó phải không? Ý của engineering là short a đó phải không? À phải không? Nó short a sound, right? Okay, nó không phải là short a sound. Um, uh, để hà các các bạn uh, trước khi các bạn tiếp, tiếp tục ha, để, để hà các nhắc điều này. Khi mà chúng ta viết phiên âm đó các bạn, khi mà chúng ta viết phiên âm không bao giờ dùng chữ qua. Um, có nghĩa là khi mà các bạn dùng cái dấu như vậy thì được, còn chúng ta dùng cái dấu như vậy thì không được. Uh, chữ à chữ á của tiếng Việt đó hả? Á à và ớ giống chữ áo của Việt Nam nó yếu của bạn nói giống chữ áo của Việt Nam nó phải không? Ok, uh, hạt cá không biết các bạn nghe có giống không? Hạt cá đọc là cup. Cup. Ví dụ như cup nó nghe gần giống như là cái chữ cấp của Việt Nam mình chứ không có giống như là đi cấp, đi cấp, cấp cấp tóc đại khái giống như chữ cấp chứ nó đâu phải là cấp. Cấp. Cấp mới là vô á chứ có nhiều khi bị ảnh hưởng là từ từ vùng rồi phải không à, cũng có thể đó các bạn già. Yeah. cớp <laughs> uh, các có nhắc về cái vấn đề đó rồi beast ha huh? Ok beast để ý nè khi mà họ có đọc ơ uh, cớp đây mới là âm ơ uh. cớp còn khi mà họ cách đọc nhanh cái chữ này nó là cup nó không phải là cớp mà nó là cup các bạn thấy rõ không? chính các bạn uh, phải phân biệt được hai cái âm này curb và cup À, không không có thể gom tất cả người miền bắc được à, bạn đã chúng ta không thể không thể gom tất cả như vậy được là tại vì có thể một vài người mà bạn nghe có thể các bạn đó ở người là người miền bắc và các bạn đã nói như vậy nhưng mà chúng ta không thể nói là là những người miền bắc như vậy được tại vì thật sự họ có thể nói là có thể là bạn chưa bao giờ gặp tất cả mọi người miền bắc không à, cũng không thể nói là phần lớn là thật sự ra bạn đếm thì trên đầu ngón tay của bạn là bạn đã gặp được bao nhiêu người của miền bắc Ok Thật ra đôi khi chúng ta nói chúng ta cũng cũng phải nên cẩn thận về cái vấn đề kia mà mình nói Thật sự ra trong đời của mình mình gặp được bao nhiêu người ở miền Bắc hoặc là mình gặp được bao nhiêu người ở miền Nam Bởi vậy cho nên khi khi các bạn nói chung chung đó là à, người miền Nam nói thế này hay là người nói thế này cũng không đúng hẳn Là tại vì một số nào đó thôi à, Và khi nói là chẳng hạn như chúng ta nói là à, người Hà Nội nói chuẩn Thì cũng phải tùy người Hà Nội thôi Tại vì theo như Hà Cát biết là um, theo như tài liệu mà Hà Cát đọc được đó Thì chỉ có những người mà educated, có học họ mới nói chuẩn còn những người mà họ không đi học họ vẫn nói sai cái âm um, rồi next có nghĩa là các bạn nắm vững được cái âm short u sound chưa để mà hạ cá đi next um, khi nào chúng ta đọc ngắn khan khi nào chúng ta đọc ngắn ví dụ như trong trường hợp chúng ta đọc cái chữ cup các bạn đọc ngắn cái short u sound các bạn đọc ngắn còn khi nào mà chúng ta kéo dài nó ra kh, hoặc là club thì các bạn sẽ nghe nó là âm ơ kéo dài nữa ra, club, chứ không phải là club. Nếu mà chúng ta đọc club, à, club, thì có nghĩa là các bạn đã đọc sai. Có nghe được cái sự khác biệt giữa cái chữ club và cái chữ club? Club là âm ơ. Club là âm ơ. Good. Alright. Rồi. Tạm rồi hả? Ok. Trong uh, trường hợp uh, chữ viết, đó, thì các bạn sẽ thấy một số chữ ở trong tiếng Anh. Tuy rằng nó viết bằng letter O, nhưng mà các bạn sẽ nghe short u sound. Tại sao chúng ta có cái vấn đề này? Thường thường các bạn sẽ thấy, thấy những cái chữ như là Monday hay là uh, one um, hoặc là chữ mother hay là chữ another thì các bạn sẽ thấy, thấy tuy rằng letter O nhưng mà chúng ta sẽ thấy họ đọc bằng short u sound. Lý do tại sao là tại vì ngày xưa khi mà cái chữ khi mà uh, những cái cái uh, viết chì hay là viết máy hay là viết mực đó nó chưa có thì người ta phải dùng những cái mũi nhọn À, có thể là làm bằng sắt hay là làm bằng uh, một cái uh, một cái miếng gỗ hay gì vậy đó. Nó nó rất là cứng nó nhọn và người ta người ta cầm bằng trong tay nắm ở trong tay Và người ta kéo viết lên viết xuống mà vậy các bạn sẽ thấy, thấy những cái chữ W như thế này hoặc là cái chữ em như thế này thì nó rất dễ dàng để mà viết. Thì khi mà ví dụ người ta viết tới cái chữ này thì các bạn thấy khi xưa đó người ta viết cái đó nó bằng cái letter U các bạn ha chứ nó không phải là um, là letter L và uh, khi người, người các bạn nhìn thấy cách họ các viết đó, các viết letter v ở trong này để các bạn thấy là khi mà người ta dùng cái mũi thì người ta khắp đó, thì có nghe là người ta đi lên đi xuống đi lên đi xuống đi lên đi xuống và cái chữ nếu mà cái chữ one w u n mà viết theo cái cách như thế này thì nó rất là khó đọc, các bạn thấy rõ không? nó rất là khó đọc, tại vì người ta chỉ có thấy là đi lên đi xuống đi lên đi xuống, Và nhớ là cách đây mấy trăm năm thì nó không có viết giống như chúng ta bây giờ viết hoặc là dùng dùng cái cách mà chúng ta viết ở trên đây nó rất là dễ dàng như vậy, mà khi mà người ta khắc như vậy đó, khắc như vậy, cho nên người ta sẽ rất là khó để mà thấy cái chữ cái 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 letter u ở trong đó để mà đọc ra cái chữ one, cho nên người ta mới vòng tròn cái chữ đó lại và từ cái cái cách viết như thế này nó mới biến ra thành cái letter o cho nên bây giờ các bạn sẽ thấy những cái chữ nào mà đã đứng cạnh những cái chữ như là W hay là chữ N hay là chữ M um, thì các bạn sẽ thường thường sẽ thấy cái cái um, nó nó được đọc bằng short như U sound nhưng mà cái cái chữ viết của nó là letter O. Hai cái nói vậy các bạn hiểu không hiểu phải không? Ok. Bây giờ cho nên chúng ta đã giải được một cái thắc mắc là ủa tại sao cái chữ này nó là um, letter o rõ ràng mà chúng ta đã đọc là short you sound hoặc là những cái chữ như thế này chúng ta thấy rõ ràng nó là letter o mà chúng ta vẫn đọc là short you sound thì các bạn sẽ thấy ngay là nó nằm ngay ở bên cạnh những cái letter giống như là m hay là uh, w hay là những cái chữ như là monday um, hoặc là những cái chữ như là um, another, thì các bạn sẽ thấy nó nằm bên cạnh những cái chữ như như thế này à, bởi vậy cho nên đây là một cái sự biến chuyển ở trong ngôn ngữ của tiếng anh à, người ta sửa được cái chữ người ta sửa được cái chữ và về sau này khi mà người ta viết được đánh máy như vậy đó thì nó rất là dễ dàng để chúng ta có thể phân biệt được letter u hay là uh, những cái letter khác nhưng mà uh, các bạn thấy là lỡ rồi Họ đã sửa lại từ hồi đó rồi thành ra tới bây giờ cũng không sửa lại được nữa. Vì vậy cho nên khi mà coi lại tài liệu xưa 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 của Mỹ thì các bạn sẽ thấy là ngày xưa đó là những cái chữ nào họ là letter U chứ không phải là, là letter O. Uh, nhưng mà đã lỡ sửa rồi. Nhưng mà khi mà họ sửa cái chữ thì cái âm nó vẫn giữ the same. Uh, cái âm của nó vẫn còn. Bởi vậy cho nên những cái chữ này chúng ta sẽ thấy viết bằng letter O nhưng mà chúng ta sẽ đọc là short U sound. Alright, giải thích xong rồi um, chúng ta sẽ tới uh, cái âm kế tiếp đó là <laughs> short u sound okay short u sound um, khi mà Hà Cát viết short u sound Hà Cát muốn các bạn uh, coi trong tài liệu ha học đã cố gắng thiệt là cố gắng rồi kéo cái cái uh, cái cái uh, Uh, -huh. uh, again, các bạn có nghe không? <laughs> Bị hoài à? <laughs> các nói rồi mà lâu lâu được một phút huy hoàng. <laughs> okay, here we go. Short u sound. Okay, short u sound thì các bạn thấy khi mà hạt cát nói tới âm ư là hạt cát đưa tới hai cái lai đầu này đều lên ok thì hôm qua chúng ta đã nói tới long ư sound. long ư nó giống như cái chữ u ở trong tiếng việt nam nhưng mà nó u nó hơi đi xuống một chút xíu u còn cái âm short ư sound. các bạn để ý nha short ư sound. nó nghe giống như là u ơ hay là u ô của việt nam mình u ơ hay là u o của việt nam mình. Hạt cát nghĩ nó giống như là u ơ thì đúng hơn. Ok, các bạn nghe nha. Hạt cát sẽ phân biệt cái chữ này cho các bạn nghe. Ok, để hạt cát đưa lên rồi, hạt cát sẽ sẽ, sẽ, uh, sẽ uh, phân biệt cho các bạn nghe. Ok, thường thường, hạt cát nói thường thường thôi. Ha, những người mà đã luyện âm rồi thì không có bị cái vấn đề. này nữa nhưng mà thường thường khi mà như là các nghe cái chữ này rất là nhiều rồi không ok lúc like <laughs> Ok, có không <laughs> ai mà đọc cái này lúc like đó thì, thì, nhận đi ok Hay là tại vì chúng ta chưa có nhận được cái âm là chuẩn <laughs> okay. ok khi mà chúng ta đọc cái cái chữ này mà các bạn đọc là lu u thì các bạn nghe cái đó nó là âm gì u u thì nó là âm gì N đúng rồi very good khanh khanh viết là viết đúng đó cái okay, khanh viết rất là đúng ok nó là u sound các bạn viết hẳn cái cái cách phiên âm lên ha tại vì hà cách đã nói rồi chúng ta học phiên âm để làm gì để khi mà chúng ta không thể nói cho nhau nghe chúng là viết cái phiên âm lên là cái người đó họ sẽ biết ngay lời ý của chúng ta muốn nói về cái âm gì Ok. Và khi mà chúng ta nói cái chuyện này mà chúng ta đọc là look, look là chúng ta đang đọc sai âm. Cái âm này nó là look. Look chứ không phải là look. Các bạn nghe được sự khác biệt không? Look. Look. Thì các bạn sẽ thấy chúng ta không phải là u cái miệng lại nữa mà chúng ta hơi thả lỏng cái miệng xuống một chút xíu, Như có nghĩa là mở cái miệng ra. Mở ra, đúng rồi, nó giống như là u ơ đó chứ không phải nó không giống ư các bạn ha nếu mà ư thì cũng không đúng mà ưa a cũng không đúng là dấu nó là u ơ đó tại vì nó bắt đầu bằng u look u trước nè u look thấy không u -a. u -a. look đấy nó không nó không phải là ư tại vì ư nó lược lược thì nó không đúng tại vì nếu âm ư giọng u các bạn thấy cái miệng của mình khác nhau

đọc ơ uh, không được là bạn tại vì nếu mà đọc ơ uh, ha thì nó sẽ ra là ơ lợt lợt thì cũng không đúng ơ uh, lợt có nghĩa chúng ta ơ uh, cái miệng ra rồi chúng ta đọc ơ lợt thì thì nó không đúng nó phải là u trước rồi nó mới u uh, lợt đặt lưỡi giữa hai âm đấy để em còn đặt lưỡi giữa hai âm đấy bạn mà đặt lưỡi được giữa hai âm thì các phải nói là không phục bạn luôn đó để làm cách nào mà bạn đặt lưỡi giữa hai âm <laughs> okay. all right. đọc chung đọc chữ u nhưng cười mỉm là ok cười mỉm là cười sao cười mỉm là thường thường người ta mỉm cười người ta đâu có mở miệng ra đâu ok cho nên cái bây giờ các bạn cứ thử ha u nè các bạn thử u rồi các bạn từ u các bạn đi sang ơ các bạn sẽ thấy cái miệng của mình hơi mở ra một chút xíu u u phải không khi mà các bạn từ u đi các bạn đi qua ơ u u thì các bạn sẽ thấy cái miệng của mình hơi mở ra một chút thì đó là cái âm âm short u sound Đấy, chúng ta sẽ thấy những cái chữ như là uh, look, cả cái đưa lên rồi, uh, cook, Last leaf cẩn thận nha. Ok, Last leaf có nhớ là lần trước là các nói về cái chữ u trong tiếng Việt Nam mình không? Lần trước là các có nói về cái âm này trong tiếng Việt còn nhớ không? hết nghe nó rồi hả các bạn còn nghe không Ok. là tại vì các bạn hay nói là trong tiếng Việt Nam nó rất là dễ là tại vì chữ nào đó đọc viết làm sao thì thì đọc ra là vậy ok dạ các có, có đưa lên cho các bạn thấy là chữ u của Việt Nam chúng ta đọc như thế này chữ a chúng ta đọc như thế này ví dụ như trong những cái chữ như là mùa thu hay là À, chúng ta nói là ba má chẳng hạn như vậy đi Ba và má Chúng ta đọc U và A Nhưng mà khi mà cho hai cái âm này đi chung vào với nhau Chúng ta thật sự không đọc là U A Nhưng mà chúng ta đọc nó là U Ơ Ok Khi mà các bạn đọc đấy, các bạn đọc kỹ đấy Các bạn sẽ thấy chữ này là Vua Mua Thua Nó là âm Ơ chứ nó không phải là âm A Tại vì nếu mà chúng ta đọc A đó nó sẽ là Vua Mua Thua các bạn thấy không? cho nên tuy rằng cái chữ viết như vậy nhưng mà thật sự ra các bạn đọc cái chữ đó nó là âm ơ chứ nó không phải là âm a à. đúng không? ok. bởi vậy cho nên nếu cái người nào mà nói rằng trong tiếng Việt Nam nó thấy rất là dễ nhìn sao đọc vậy thật sự không có đâu ok thật sự ra không khó đâu ở trong tiếng việt chúng ta có những cái âm mà thật sự ra các bạn sẽ thấy rất là rõ ràng khi mà về vấn đề này tại vì chúng ta đã học từ nhỏ cho nên các bạn không để ý tới không để ý tới nhưng mà khi mà người mỹ mà họ học tiếng việt nam đó là bắt buộc cái điều này là phải đem ra giải thích đọc được hết tại vì họ sẽ đọc những cái chuyện như thế nào họ đọc là vua vua nó không phải là vần <laughs> không phải là vật mà thật sự ra nó là âm ơ bạn nó là âm ơ ok nhưng mà tại vì chúng ta muốn viết nó là chữ a thì tại sao chúng ta viết là chữ a ok tại sao chúng ta viết là chữ a mà chúng ta không viết là chữ ơ cái đó là cái giai thoại trong việt nam nữa từ từ mai mốt nói ok rồi. rồi khi mà các bạn sẽ thấy rất là nhiều điều thú vị ở trong tiếng việt nam mà thật sự là nhiều khi chúng ta biết từ nhỏ đó chúng ta không để ý tới nhưng mà khi mà học về ngôn ngữ của tiếng việt nam đó có rất là, có những điều rất rất là hay ấy này quay trở lại cái âm số thứ sáu các bạn sẽ thấy uh, trong những cái trường hợp chúng ta thấy những cái chuyện như thế này chúng ta không đọc là good không có đọc là u cái vấn đề ngay bây giờ đó là các bạn sẽ thắc mắc là nếu uh, hoặc không để cho bạn lên luyện âm thì làm sao bạn có thể biết được là mình đọc đúng hay là đọc sai ok có phải là các bạn đang thắc mắc vấn đề đó phải không ok hoặc cách nói với các bạn ngay từ bây giờ ok các bạn khoan đã các bạn mới luyện âm tại vì hiện tại bây giờ đó chúng ta mới học vowel sounds only mà chúng ta luyện âm Chúng ta mới bắt đầu học tới cái alphabet Các bạn nhìn vào trong tài liệu các bạn thấy rất rõ ràng Đúng rồi, mới là lớp mẫu giáo thôi Thành ra bây giờ chúng ta chỉ có nghe các âm thôi Và nghe các âm thì tại sao Hà Cát đưa lên và Hà Cát nói rất là rõ ràng với các bạn Cái chữ good nó không phải là chữ good Là để cho các bạn biết là à, ok, cái màu xanh nó không phải là màu đỏ Tại vì các bạn biết màu đỏ nó như thế nào rằng màu đỏ nó ok ở trong tay của mình đó ai mà không biết màu đỏ gì đó ok lấy con dao đó cắt cái tay của mình ra thấy ngay màu đỏ các bạn thấy rõ ràng nhưng mà ví dụ bây giờ hà Cát nói màu xanh màu xanh nó khác với màu đỏ bạn nói khác ở chỗ nào ok thì hà Cát nói cho bạn biết nó không phải là cái màu đỏ ok cho nên khi mà hà Cát đưa lên cái chữ để cho các bạn nghe hà Cát nói ngay lập tức âm short u sao âm short u sao nó không phải là âm u. Ok, trước nhất là chúng ta sẽ biết ngay nó không phải là âm u để chúng ta tránh đừng có đọc cái chữ đó là âm u. Ok, bởi vì đây là một trong những cái vấn đề mà chúng ta hay gặp phải là chúng ta đọc cái âm short u sao nó là âm long u sound Giờ hôm qua chúng ta đã học long u sound nó như thế nào rồi. Giờ hôm nay chúng ta nhìn cái chữ này hả các không muốn các bạn đọc đây là good Ooh, uh, good không đọc như vậy là tại vì đó là âm sai. Mình đã biết và mình tránh cái âm đó. Hay à nè. Ok, cho nên chúng ta đã tránh cái âm đó rồi. Thì từ từ chúng ta sẽ luyện được cái âm đúng. Nhưng mà trước nhất là chúng ta phải biết cái âm nào để chúng ta tránh đã. Ok, minh tâm chúng ta học qua cái âm đó rồi. Cho nên bây giờ Hà Cát đang nói cái short u sao là âm thứ sáu không có trở lại cái âm thứ nhất là hỏi ô âm đó đọc sao bạn ngủ sớm đó là chuyện của bạn có bao nhiêu người họ ngồi để họ học không lẽ bây giờ họ có bỏ hết bằng đây người ở đây là có chạy lại với nhất một người <laughs> vậy cũng hơi anh một chút phải không thành ra mình tâm cố gắng chút xíu nữa họ cá sẽ ôn lại cho các bạn đấy right. trời rồi không, không, sao không sao họ cá không có lỗi bạn khỏi phải xin okay. người nào có lỗi thì cái việc cho nhưng mà họ cá không có lỗi thì nó khỏi cần xin Trả lời <laughs> okay. tiếp bài học các bạn ạ à, cho nên khi mà chúng ta tránh chúng ta không có u sẹo thì chúng ta sẽ đọc những cái chữ như thế này là Could, would, could mà đừng có đọc là cút. Chúng ta đọc những cái chữ này là Would, 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 would. Should nhớ nhá u rồi thả lỏng cái miệng của mình ra là ơ. Uh. Đừng có giữ u. Nếu mà giữ u không là chúng ta đang đọc loan u xào. Các bạn thấy rõ không? Ok bây giờ chúng ta sẽ phân biệt hai cái chữ này. Chữ thứ nhất là foot. Ua, foot. Ua, foot. Âm này là âm gì? Long u hay là short u? Foot. Short u sound, very good. Okay. No, nó không phải là long u uh, string ha. Long u thì các sẽ đọc là u foot. U foot mà các không đọc là foot Hà các đọc là foot. Fua, ua, uh, foot. Có nghe được cái sự khác biệt giữa cái chữ foot và foot. Ok. Thì đó là short u uh, sound. Ok. Cái chữ thứ hai Hà có đưa lên cho các bạn đó là cái chữ food. U, uh, food. Các bạn nghe đó là short u uh, sound hay là long u uh, sound. Very good. Các bạn nghe rất là tốt rồi đó. ok Mình đã nghe và mình phân biệt được âm. Đó là cái bước thứ nhất. Okay, đừng có viết cái chữ Việt Nam lên trên đây ha, KK198 ha. Tại vì không có âm đó ở trong tiếng Anh. Khi mà chúng ta đã biết viết phiên âm rồi các bạn, chúng ta sẽ dùng phiên âm để mà communicate với nhau. Ví dụ như là vậy sau này các bạn đọc trật một cái âm nào đó cho nên instructor. Họ nói là A, cái âm đó là âm này. Thì bạn sẽ biết ngay âm này đọc như thế nào. Và khi đó người đó họ viết lên à, ký hiệu này, thì bạn sẽ biết ngay cái ký hiệu này đọc như thế nào. Um, cho nên khi mà các bạn... Uh, học phiên âm nó đó, đó là một cái điều rất rất là tốt không những cho những cái instructors những cái người mà giúp các bạn về họ anh văn mà chính các bạn nữa tại vì khi mà chúng ta um, nói với nhau đó nhiều khi mà người đó nói uh, um, em nghe thầy đọc rõ ràng là là âm ơ uh, mà tại sao mà thầy lại nói là uh, là âm a hay gì gì đó em không hiểu thầy nói âm đó như thế nào tại vì gặp rất là nhiều trường hợp là cái người họ nói chuyển sang tới bên tai của bạn Và bạn nghe cái âm khác cái trường hợp này xảy ra rất là nhiều và hà cát hà cát thấy rằng um, nó không nó là một cái vấn đề bình thường thôi bởi vậy cho nên chúng ta sẽ dùng những cái symbol cho nó chắc ăn có nghĩa là không có không có lẫn lộn được thế okay, khi mà hà cát đưa lên nè có nói là cái âm này bạn sẽ biết ngay đây là âm u và hà cát cũng biết là âm u mà chúng ta sẽ không có lẫn lộn cái âm này sang với cái âm khác bởi vậy ở trong ESL hà cát và tất cả cái structure trong này cố gắng là chúng ta sẽ dùng Uh, chúng ta sẽ thống nhất với nhau dùng một cái cách phiên âm mà thôi ở right, um, âm um, short sound uh, các bạn đã uh, tạm tạm nghe được rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đúc kết lại tất cả 12 um, cái nguyên âm những cái uh, âm mà chúng ta đã học qua ở trong tiếng anh cho những bạn nào mà hôm qua uh, không có giao được và bị mất bài uh, các sẽ đi qua rất là lẹ thôi các bạn ha là tại vì đây chỉ là review lại từ hôm qua thôi long A sound <laughs> Long A, sound. cái ký hiệu của Long A viết như thế nào các bạn? Ok, uh, có một bạn viết sai là họ cá nói khi mà viết phiên âm không bao giờ chúng ta dùng capital letters. Bởi vậy cho nên luôn luôn chúng ta phải dùng lowercase letters. Ok, đó là viết um, chữ chữ nhỏ đó, không phải là viết chữ hoa mà viết chữ nhỏ ok um, đây là âm a ở trong tiếng anh trong những cái chữ như là day may hay là may day may day ok hoặc là chữ mate hoặc là kate bây giờ chúng ta đã học qua những cái chữ đó rồi hà cá muốn các bạn Hà Cát muốn các bạn viết cho Hà Cát một chữ có âm E Những cái chữ hôm qua chúng ta học thôi Không có cần phải đem những cái chữ 4, 5, 6, 7 âm tiết Chúng ta đang là kindergarten Chúng ta chỉ dùng một âm tiết thôi One syllable, một chữ thôi Để cho các Hà Cát thấy là các bạn đã nhận ra được cái âm này Very good Ok, không ai có vấn đề gì hết à, Có bạn nào viết chữ hai à? Các chắc nghĩ bạn sẽ hai thôi Very good, all right So, bây giờ chúng ta sẽ tới âm long E. ký hiệu của long E. viết như thế nào các bạn? Very good. Ok, đúng rồi. Các bạn nào đã học qua, các bạn viết rất là chuẩn. Âm long y. E. À, có một bạn viết sai. An Nguyễn. A, E, I, O, U. E. Các bạn có thấy âm y e không? Letter y e không? Y e nó nằm ngay đây nè. Y. E. Và vậy khi mà Hà Cảm nói tới long y, e, thì chúng ta sẽ biết ngay là letter y. E. Chứ không có viết sang letter I. Tại vì lấy ra ai nó là ai nó viết như vậy mà phải không thành ra nhìn khi mà các bạn nghe nó ah, em viết lộn lộn được là tại vì y rõ ràng mà that's ai đó à, uh, cần cần gì tên đó là ai đó bạn Rồi, right. rồi bây giờ những cái chữ âm y thì các bạn nhớ là chúng ta có những cái chữ mà chúng ta đọc đừng có bao giờ đọc ngang hay là đọc lên mà khi mà viết ra cái, cái chữ đó thì cố gắng đọc xuống dọc y nó không phải là y mình là y ok hà cả đã thấy một số các bạn đang viết ra những cái chữ mà các bạn học ngày hôm qua read week she speak đúng rồi nó là âm y y ở trong đó mỗi bạn nha các bạn cố gắng giữ cho mình một chữ để mà mình, mình có thể dùng đó mà mình connect với cái âm của mình học. Nó làm cho các bạn sẽ nhớ được cái âm này rất là mau. cái okay? Mỗi người sẽ có một cái chữ khác nhau để mà chúng ta có thể nhớ. Cho nên khi mà Hà Cá nói các bạn tự mình viết ra đó là Hà Cá muốn các bạn um, có cái sự um, cho cái chữ đó nó vào trong cái đầu của mình. Okay? Um, register cái chữ đó vào trong cái đầu của mình. Rồi âm long y kể như là xong thường thường gặp chữ thì bạn đi xuống giọng chứ bạn không có đi lên giọng ok thường thường khi gặp chữ ok C hoặc là me. còn khi nào mà chúng ta lên giọng thì các có nói hôm qua là khi nào mà chúng ta đặt ở trong câu tùy ở trong câu đó là câu hỏi hay là cái đó nó gặp trường hợp gì uh, gì đó thì chúng ta mới uh, áp dụng cái vấn đề mà lên hay là xuống còn khi mà chúng ta nhìn thấy một cái chữ không thôi thì chúng ta không bao giờ đọc ngang hay đọc lên mà thường thường là phải đọc xuống vậy âm right. um, um, long y e xong rồi right, chúng ta có long i long i sound thì các bạn sẽ thấy khi mà lấy ra i thì các bạn sẽ biết ngay dùng ký hiệu như thế nào very good okay thì âm um, i các bạn sẽ thấy nó là i Sai rồi. Âm đọc ra nó phải là O, oh, các bạn ha. O, oh, very good. Ok, tại sao hả? các nói gian và Mr. Pin viết sai? Các bạn coi lại chữ của mình viết đi. Một bạn viết là chữ shoe Đó có phải là âm O hay không? Ok, có bạn viết là cái chữ COW. Đây có phải là âm O hay không? O oh. Các bạn đừng lẫn lộn. Oh. Flow. Đúng rồi. Show. Đúng rồi. Khi mà các bạn nhớ là mình phải đọc ra được cái âm đó. Thì các bạn mới nhớ. Còn nếu mà các bạn viết sai chữ là các bạn sẽ bị lạc âm ngay từ bây giờ. Giờ chúng ta sẽ là đi sai một ly là sẽ đi một dặm luôn đó các bạn. Ok. Bởi vậy cho nên chúng ta phải nhận ra một âm nào đó. Một âm nào đó. Chúng ta nắm vững cái âm đó. Tại vì sau mình nói là mình quên mất cái lon ô như thế nào các bạn sẽ nhớ ngay ra được cái chữ của mình. Đấy, right. đó không phải là chữ sweet love ngọc. Nó không phải là chữ. Nhớ là một cái chữ nào đó là chúng ta bắt buộc phải có một cái chữ đàng hoàng. Những cái chữ hôm qua chúng ta học đâu mất hết rồi. Cái chữ đó là above. Ok, hôm qua chúng ta không học chữ này nhưng mà các bạn đưa lên thì hạ có sẽ đưa lên cho các bạn nghe. Above. Ờ uh, 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 uh above nó không phải là long o oh. nó không phải là above không có các bạn nghe cái chữ này các bạn nghe được cái âm trong chữ này là gì không above đúng rồi em. Yeah. ok nó là âm short U sound above và dễ nhớ còn nhớ sai chữ là chết nữa <laughs> Okay, nhớ đừng có nhớ sai chữ các bạn ha âm long o oh. ok hold hay là joke no đúng rồi Đấy. Cho nên chúng ta hãy cố gắng giữ một cái một cái chữ nào đó để mà chúng ta có thể liên uh, dùng cái uh, chữ connect lại về cái chữ o của mình. All right. Long long u sound số 5 chúng ta có long u sound long u cái ký hiệu của nó như thế này u u cái chữ mà chúng ta hay thấy nhất đó là u sound hay là commute hay là cute Ok, một chữ thôi để các bạn có thể nhớ ra cái chữ you. Very good, các bạn nhớ cái chữ you well you cũng được, ew you cũng được, new hay là view cũng được. Ok. Uh, nó không là chữ food được thon phạm. Nó hmm, thon phạm. <laughs> nó không phải là cái chữ uh, food được là tại vì nó không phải là âm you. Uh, cái chữ đó là chữ sau so, Nguyễn Hưng. Đó là so. Oh, so. Không phải là siêu. Uh, các bạn để ý ha, hai cách nói là các bạn nên dùng uh, những cái chữ hôm qua hạ cái đưa lên cho các bạn thì các bạn khỏi bị bị lẫn lộn. Thì các bạn cứ bây giờ tự mình đưa ra những cái chữ của mình. Uh, sweet lớp Ngọc đưa ra cái chữ built. Built. Các bạn nghe được cái âm gì trong cái chữ này? Built ill, 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 built. Nó làm gì có chữ u ở trong này, long u ở trong đây. Dùng cái chữ nào mà Hà có đưa cho các bạn thôi. You, có nhớ không? No. Zoom, z, u, um, zoom, đâu phải long u đâu. Các bạn nhớ âm long you, các bạn bắt buộc phải có âm y yeah ở trong đó. Cái okay, âm y. Yeah. Alright, chúng ta có những cái chữ như hôm qua quên hết rồi hả? Ok, cute, ok, hoặc là excuse, hoặc là huge, những cái chữ nào nó phải là you, you ở trong đó. Ok, và yeah, chúng ta đừng có, có quên ha, Beauty. hoặc là beauty đấy right. cho nên các bạn nó các bạn cố gắng uh, nhớ một cái chữ nào đó mà chúng ta phải nhớ đúng computer đúng rồi đừng có nhớ sai anh Hồng giả đều viết lên cái chữ feel làm gì có chữ few ở trong này không lấy chúng ta đọc là few đâu có đâu <laughs> Phải không thật cá nói hội khang tiếng với các bạn luôn rồi và các bạn vẫn chưa nhận ra được âm you Lonely, cái chữ đó có đọc là you được hay không? Uh, có đọc được cái chữ you hay không? Không phải là không ghi bài, các bạn chưa nhận ra âm Nhớ là cái miệng của mình phải đọc này. You yeah. Ooh, you. Còn cái chữ will làm gì có có you ở trong này? Nếu mà just wanna cry đọc như vậy thì các phải đọc là Chew. Chew. Nó có không đúng luôn, nó là Chew. Nó là Chew. I'm chewing my my food. Chewing cảm chứ không phải là Chew. Các bạn nhớ nha. Nó nó phải có cái sự khác biệt giữa cái âm u và <laughs> yeah, âm long u. Use là chữ tốt nhất. Use, yeah, u, use. OK, <laughs> nó không khó bạn. Bạn nhớ OK bạn nghĩ tới cái chữ U đi, U, OK, mute, cute, compute, các bạn thấy không? Các bạn đọc ra đi, cute đúng rồi, đọc ra, Commute U, nó có e U ở trong đó, thì nó mới là âm long U sound. đúng rồi ok bìu, beautiful các bạn thấy you ở trong đó còn nếu mà chúng ta đọc lẫn sang cái âm long u sound thì những cái chữ đó nó sẽ trở thành như thế nào beautiful phải không nó không còn là bìu, mà nó sẽ là bu beautiful mà chúng ta đọc là beautiful là chúng ta thiếu cái âm giờ phía trước cái chữ you mà chúng ta không có âm giờ phía trước nó trở thành đó là âm u cái chữ mute chúng ta không đọc âm um, mute chúng ta sẽ bỏ cái âm giờ đi chúng ta sẽ đọc là mute. Thấy rõ cái sự khác biệt giữa long u và u chưa các bạn? Có thấy sự khác biệt chưa? Đúng rồi, như Phạm đưa lên một cái chữ rất là hay, Hugh, human chứ không phải là hu human. Very good. Ok mới học ôn lại thôi mình ít thê thảm về rồi mai mốt học ôn lại bốn mươi bốn ôm chắc chết luôn <laughs> okay. mới bột tuổi <laughs> đúng rồi bớt ok xong à, ngày hôm nay chúng ta sẽ lên lớp một các bạn ha và à, tới cuối lớp đó các bạn sẽ đưa à, cho các bạn một cái link để các bạn học à, nhớ là à, chúng ta nghĩ thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, tới thứ 7 tuần tới chúng ta mới gặp được thì kệ như là chúng ta đang nghỉ hè. À, nghỉ một tuần một tuần hè. Ok, giờ một tuần hè đó các bạn sẽ từ 4 tuổi và các bạn sẽ lên 5 tuổi là các bạn sẽ lên lớp 1. À, từ lớp à, từ năm tuổi lên 6 tuổi lên lớp 1. Và trong cái thời gian những cái ngày đó học sẽ đưa cái lịch này giáo lên cho các bạn và các bạn bắt buộc phải luyện tập. Nhớ là à, sau mỗi một tuần đó mỗi <laughs> <Mâu> dạ. <laughs> Sau mỗi một tuần đó, thì họ có sẽ đưa cho các bạn những cái đường link mà ở bên đây các teacher họ hay dùng để mà dạy cho các em các em để mà các em tập đọc. Nhớ là người Mỹ họ cũng bắt buộc phải học giống như là cái cách mà họ các dạy cho các bạn. Nhưng mà họ cách đưa lên cho các bạn là cả chương trình cả một năm và nó dạng cho người lớn chứ không phải là dạng cho con nít. Thì các bạn biết là với các em nhỏ đó chẳng hạn như là long A là short A các em phải học có mấy tháng mới xong. các phải đưa lên cho bạn ok? cho nên hạ các gom lại và hạ các hạ các nói với các bạn là giống như chúng ta học rất là mau học có hai ngày thôi trong vòng có 4 tiếng đồng hồ mà chúng ta học cái chương trình hết cả một năm hay là 2 năm của các em thì các bạn thấy rất là mau phải không thành ra 5 ngày hay là 6 ngày sau thì các bạn lên một tuổi là đúng rồi và yeah, khi mà Hà Cát đưa cái link lên cho các bạn đó, thì các bạn làm ơn ở trong cái tuần đó các bạn cố gắng vào trong đó và luyện tập. Ok, các bạn Hà khi mà Hà Cát đưa link lên, Hà Cát sẽ giải thích thêm uh, khi mà các bạn vào trong cái link đó các bạn phải làm cái gì. Và yeah, uh, nếu mà các bạn có các con em nhỏ đó, ở bên Mỹ cũng được hay là ở bên Việt Nam hay gì đó mà các em, các bạn muốn cho các em học tiếng Anh thì đây là những cái đường link mà uh, teachers ở bên này họ dẫn dùng cho nên các bạn có thể đem các uh, đem cái link này vào để mà giúp cho các em của các bạn ví dụ như các em những bạn nào mà um, hiện tại bây giờ ở bên Mỹ chẳng hạn đi và các, các bạn muốn cho các em um, có thể có cái cơ hội để mà, mà học tiếng học tiếng Anh đó, thì các bạn có thể cho các em học ý về thì các em nó bắt đầu đi học tiếng học đó thì cái đây là những cái đường lệnh mà ở trên trường người ta hay dùng để cho các em nó có thể có một cái sự tiến bộ mau chóng hơn các em khác uh, chút xíu nữa các bạn hết chúng ta phải học qua cái này nhớ là bây giờ chúng ta chưa có bắt đầu ráp âm lại được thành ra những cái cái đường lệnh đó không có giúp cho các bạn đâu ô <laughs> oh, vậy đó thôi spring ok và uh, như vậy sẽ rất là giúp cho spring đó spring dùng những cái cái lệnh hạ các đưa là để giúp cho các em khác. Okay? rồi chúng ta qua cái phần uh, short uh, short vowel sound các bạn ha chúng ta sẽ có short a um, short a các thấy các bạn hôm qua đọc rất là tốt rồi chẳng hạn những cái chuyện như trường hợp chúng ta có bad hay là chúng ta có uh, uh, sad, okay, e, the e sound. Nhớ là tất cả các vowel sounds nếu mà chúng ta muốn đọc cho nó rõ ràng ra đó các bạn. Còn một âm long nữa chưa chưa ôn lại, âm nào nữa chúng ta qua hết rồi mà. Long u nói rồi, spring hồi nãy hạt các contrast long u với với u hạt các contrast rồi mà. Ừ, hồi nãy là các contrast sai cái âm này cho các bạn nghe rồi. Âm long u và âm u nhớ không? Với lại hôm qua mình học rồi, hôm nay ôn lại thôi. Xong rồi phải không? Ok, short vào sound. Thầy các làm bộ kêu các bạn là 4 tuổi thôi nha, học khi này gọn thôi ha. Chứ, <laughs> âm mũi chưa học tới âm mũi thay bảo chưa học tới âm mũi okay, Các vowel sang không có âm mũi Trừ khi chúng ta có các phụ âm ở phía sau Và chúng ta chưa học tới phần phụ âm à, Các làm bộ cho các bạn là, là lớp 4 tuổi Nhưng mà thật sự là các thấy uh, Các bạn cứ muốn cầm đèn chạy chất ô tô không hả? <laughs> ok rồi cảm ơn uh, chưa này là chưa tiểu anh phải không Alright. So, bắt đầu ha nhớ các các số sound chúng ta cần phải có cái gì ở phía sau chúng ta mới đọc rõ ra được các bạn chúng ta cần phải có cái gì phía sau các short vowel sound chúng ta mới đọc rõ đó thì chúng ta cần một cái consonant sound một cái phụ âm đúng rồi và vậy cho nên khi mà chúng ta có những cái chữ như là stop các bạn thấy nếu mà chúng ta viết stop thì ở trong tiếng anh không có một cái chữ nào giống như vậy hết Có nghĩa là không có cái chữ nào mà um, nó chỉ có là nó ending với um, một cái cái short vowel sound mà nó là một cái chữ viết được hết thành ra bắt buộc nó phải có một cái chữ nào đó nó mới có phụ âm ở phía sau thì nó mới ra được một cái một cái 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 chữ ở trong tiếng anh đó là những cái âm này tại sao người ta gọi đó là âm lax dạ um, hả có nói với các bạn hả sẽ giải thích thêm về lax và tense um, về cái vấn đề này là khi nào bất cứ một cái chữ nào một cái âm nào mà các bạn nghe mà các bạn thấy rằng cái âm đó khi mà đọc đọc nhấn đó là đọc rõ chữ ra đó bắt buộc nó phải có phụ âm nằm ở phía sau bắt buộc đây là một cái điều bắt buộc nếu mà chúng ta muốn đọc rõ cái âm đó ra thì âm đó là âm lax trường hợp short a e chúng ta bắt buộc phải có phụ âm nằm ở phía sau chúng ta mới đọc ra âm sợi đọc ra được cái 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 âm đó cái chữ đó và đó ở trong tiếng anh bắt buộc phải có at chứ nó không có một cái chữ nào mà chẳng hạn trường hợp nói với cái chữ cat và họ có đang nói về âm các bạn ha họ có nói về chữ họ có nói về âm thì trường hợp cái chữ này là cat thì nếu mà chúng ta bỏ cái âm đó đi Bỏ cái âm chi đi Chúng ta sẽ còn ke, ke. Thì trong tiếng Anh không có một chữ nào Một âm tiết mà có thể đọc là viết ra là ke Như vậy hết Thành ra những cái âm đó các bạn sẽ xếp nó vào âm lax Tại sao chúng ta cần biết về lax và tense Lên tới lớp 3 Hà các sẽ giảng cho các bạn vấn đề này Hiện tại bây giờ các bạn chỉ biết nó là À đó là âm lax Vậy thôi nếu mà nó không phải là âm lax thì nó là âm tense. Âm tense là những cái âm mà chúng ta không cần phụ âm ở phía sau dẫn đọc lên được. Trường hợp chúng ta có âm o, go, o, go. Không cần phụ âm ở phía sau nó vẫn là chữ. Thì đó là tense. Rồi im hết rồi một hồi là một mọi người té hết rồi hai là mọi người không hiểu hai cái đang nói gì hết. <laughs> Ok, có hiểu về vấn đề lát sạch chưa? <laughs> nó hơi khó để các bạn hiểu phải không? Đúng rồi, các short vào sound đều là lát hết. Chưa hiểu lắm phải không? Ok, tất cả các short vào sound nó đều là lát hết. Ok, nhưng mà các muốn các bạn nghe và các bạn tự nhận ra được. Ok, Hà Các sẽ nói uh, thêm về cái vấn đề lax và tense cho các bạn khi mà các bạn lên tới lớp 3. Là tại sao chúng ta cần biết về lax và tense để các bạn chia âm cho một chữ. Nhớ hôm qua Hà Các có nói ở trong tiếng Anh nó là polysyllabic. Có nghĩa là nó có những cái chữ mà có nhiều âm tiết. Thì làm sao mình nhìn vào trong một cái chữ có nhiều âm tiết mà mình biết chia nó ra như thế nào? OK thì khi đó chúng ta sẽ cần biết thêm về cái vấn đề là sentence. Alright, cho nên tới cái chương trình lớp 3 Thì Hà Cát sẽ uh, giúp thêm cho các bạn để hiểu thêm về sentence. Bây giờ tạm thời nói trước với các bạn như vậy thôi. OK, syllabication, uh, uh, OK, <cười> <cười> rồi đợi thì tốt. OK, rồi um short A tạm rồi các bạn ha chúng ta sẽ nói tới âm short y. E. Short y e, hôm qua Hà các nói với các bạn nó không phải là âm gì ở trong tiếng Việt. Nó không phải là âm gì ở trong tiếng Việt. Nó không phải là âm ở trong tiếng Việt. Rồi right. đấy. Bởi vậy cho nên... Uh, <laughs> viết sai không hả? Toàn là những người ngồi đó mà họ không Hôm qua không ngồi nghe giảng Hôm nay viết mò All right nó không phải là âm e ở trong tiếng Việt Nam. Một số các bạn hôm qua các có nói giải thích tại sao một số người họ nghe nó là âm e, thật sự nó không phải là âm e. Tại vì trong tiếng Việt Nam chúng ta có âm e và âm e rất là rõ ràng các bạn cũng thấy rõ là từ cái chỗ mà êm đềm và cái chữ em đềm hoặc là cái chữ lem nhem và cái chữ lem nhem nghe nó khác nhau. Tuy rằng đọc rất là gần nhau nhưng mà các bạn sẽ thấy nó khác nhau rõ ràng, phải không? cho nên khi mà chúng ta học thì chúng ta phải nhớ là chúng ta phải rõ ràng cái âm đó là âm gì cho nên đừng có đừng có nghĩ rằng à, mình nghe nó ra âm này và chúng ta cứ à, cái âm đó mà chúng ta đọc cho nên phải cố gắng làm sao mà đọc cho nó chuẩn âm ngay từ đầu à, rồi âm short E sound các bạn sẽ thấy nghe cái chuyện như là ham hay là stem Uh, stand các bạn thấy thấy m hay là emphasize những cái chữ như thế này nó có âm em em m ở trong đó, ten and stand very good. Mỗi bạn cứ viết lên những cái chữ nào mà nó có âm e sao ở trong đó. Giờ nhớ là khi mà chúng ta đọc short e sound nó giống như là khi mà các bạn mở miệng đọc cái chữ e của việt nam mình đó, chúng ta không có mở miệng lớn. À, An Nguyễn, nếu mà bạn viết như vậy thì là cắn hết hết ý luôn với bạn. Là tại vì chúng ta đang nói tới short ý sẵn, tất cả những cái chữ hạ cách đưa lên đều có cái letter E. Bạn muốn đưa lên cái letter E. Ok, cho nên cho nên chính mình làm khổ cho mình đó. Và chúng ta sẽ vô tình làm khổ cho những người khác nữa. Là tại vì với cái trường hợp nó rất là dễ như vậy. nói tới short ý sẵn, mà chúng ta sẽ dùng tất các bạn thấy tất cả những cái chữ hoặc cách đưa lên đều có cái chiếc lá đại y ở trong đó và bây giờ chúng ta lại viết ra cái lá đại e là tự mình đang làm khổ cho mình, ok? Um, cho nên các bạn cố gắng đi, uh, mình học cho mau và mình học giúp cho mình. Yeah. trước khi mà mình viết lên đó thì cố gắng coi lại cái chữ của mình viết. rồi là im ra rồi còn nghe không các bạn hello hello còn nghe không à các ở đây ok nghe lại rồi có không ok vậy short i sound thì các bạn nghe nó giống như là ie trong tiếng việt của mình trong những cái chữ như là sin and bin and tin nói lại ok short i sound Short i sound ký hiệu của short i đúng rồi, Thanh Nguyễn Ngọc đưa là đúng rất là đúng. Các bạn sẽ thấy đó là short i sound thì các bạn sẽ nghe những cái chữ như là in, ok, in và in. Các bạn thấy thấy rất là rõ ràng ở trong đây. À, nhớ là short vowel sound luôn luôn chúng ta cần phải có phụ âm nằm ở phía sau nếu chúng ta muốn đọc rõ. Hoặc à, cách nhắc các bạn một chữ ở trong tiếng Anh đó là cái chữ bin. B E E N Người Mỹ American English, ok? Người ta đọc cái giọng uh, của người Mỹ thì cái chữ này đọc là bean chứ không phải là been. Chữ này mới đọc là bean, B E A N mới đọc là bean. Còn cái chữ này và yeah, B I N hai cái chữ này đồng âm với nhau. B E E N and B I N đồng âm với nhau. Chúng ta đọc là bean. I have been there. I have been there. Ok. Chứ nó không phải là been. I have been there. Alright. Cái chữ mà sweet lớp Ngọc đưa lên nó thì lại là long e sound. Hay các chị nói trong tiếng Anh một chữ duy nhất thôi đó là chữ been. Chứ hạt khác không nói tới cái chữ seem OK. Cho nên chúng ta phải nhận ra được cái cái vấn đề là khi mà một số các bạn gặp cái chữ này đó, các bạn hay đọc là bean. Nếu các bạn đọc là bean thì các bạn đọc đúng cái giọng của British English. Nhưng mà với American English thì là bị cái accent nằm ở ngay đó. Cho nên cái chữ đó phải đọc là bean. Nhớ nha Hạ cá viết ở trong cái cái uh, tài liệu đó, Hà cá viết cái trên note để cho các bạn viết những cái chữ này xuống. Ok, đây là những cái trường hợp đặc biệt ở trong tiếng Anh. Và Hà Cát nói nó chỉ có một cái chữ đó thôi. I have been there. I have been there. Ok, thì các bạn sẽ nghe, các bạn sẽ thấy cái chữ I ở trong cái câu thái bảo đó. Đó là âm gì? Viết ký hiệu của cái âm đó ra. Very good. Ok, cái chữ have. A sound, awesome? Have các bạn nghe cái chữ have nó có âm gì? Short a sound very good, ok? Been, been đó là âm gì? Short i sound very good, ok? Những bạn nào đã nghe được và đã đã biết ra được cái 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 âm đó các bạn các bạn có cái sự tiến bộ rất là mong. Right. đấy còn cái chữ there chút xíu nữa chúng ta sẽ nói tới cái âm này. Alright dạ à, hôm nay không có giờ nào tới âm này hình như tuần tới uh, o uh, uh, là 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 uh, long tiền có mở webcam ở trong room bạn ha room đông người mà còn mở lên nữa sợ room té luôn Alright, um, chúng ta sẽ nói tới uh, shut eyes anh chúng ta nói qua rồi phải không okay short eyes là um, yeah. ears yeah. ears yeah. À um, các nghe hôm qua có một bạn khi mà lên nói chuyện với thành um, với, với um, anh hai đó thì bạn nó cứ ear ear uh, this ear thì các bạn đừng có ear mà nó là ears. Ears. Nhớ đọc rõ cái 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 um, cái ending sound ra các bạn ha trong cái vấn đề này. Đừng có ear tại vì nếu mà bạn ear là bạn đang thiếu âm. Khi mà chúng ta nói tới các final um final sounds thì học tất sẽ giải thích thêm cho các bạn về cái vấn đề này là khi nào chúng ta sẽ đọc rõ âm ra thì chúng khi nào chúng ta có thể đọc unreleased. Um, các nghe một số các bạn cứ thắc mắc là có phải là unreleased có nghĩa là unreleased có nghĩa là silent hay không? Ok, điều này hoàn toàn không đúng. Unreleased và silent sound nó khác nhau. Alright, uh, hình như cái bài kế tiếp chúng ta sẽ nói về cái vấn đề um, unreleased, released và silent sound. Cho nên các bạn tương tới, chứ thạc ca sẽ nói về cái vấn đề này. Nhưng mà thạc có thể nói với các bạn ngay bây giờ là nó không có giống nhau. Ok, unreleased và silent, hai điều này hoàn toàn không giống nhau. Alright. Um, Short, uh, chúng ta xong rồi short out sound. hồi nãy Dương Tâm vừa nói xong, thành ra các nghĩ là chắc không cần phải nói lại nhiều đâu phải không? Short out sound trong những cái chữ như là hot hay là cut, hay là can. Các bạn có thể viết cho mình một chữ nào đó để các bạn có thể nhớ được short out sound. Ah, uh, out sound. Awesome. Ah, job, mop, very good. Okay. Dạ um, yeah, nhớ là cái cách viết của các bạn. À, nhớ nha những cái chữ hạt cát đưa lên thôi happy đừng có viết lẫn lộn từ chữ này sang chữ khác à, nhớ là khi mà hai âm tiết hay là ba âm tiết cái sự ảnh hưởng của âm và khi đó nó sẽ làm cho một số cái chữ đó những cái cái âm mà các bạn nghĩ rằng uh, nó là âm nó là âm short o nhưng mà trở thành đó là là xoa bởi vậy cho nên khi mà các nói các bạn giữ một chữ các bạn chỉ đưa một chữ thôi một chữ mà chúng ta đã học qua ok đó là những cái âm nó dễ thôi chẳng hạn những cái chữ H nói những cái chuyện mà chúng ta rất rất là dễ dàng để mà nhớ. Okay, right, short you sound. Short you sound. Thật cả nói short you sound nó giống như cái âm gì và âm gì ở trong tiếng Việt Nam Short you sound chúng ta có giống âm gì? Âm ơ uh, và âm um, ở. Uh. Đúng rồi. Very good. OK, âm ơ và âm ớ. thì khi chúng ta học về các ending sound, các final sound, rất hạt cát sẽ giải thích thêm về cái vấn đề khi nào đọc ơ và khi nào đọc ớ. Chúng ta chỉ cần nhớ hai chữ ở trong này, Hà các đưa lên cho các bạn Nó là cái chữ cup. Các bạn đọc nhanh, đọc mô cái âm âm ơ đó, thì các bạn sẽ ra nghe giống như âm ớ cup. Và cái chữ cup kéo dài ra, thì các bạn sẽ nghe được âm ơ rõ ràng ở trong cái chữ cup and CLUB Right, um, short use sound chúng ta đã có rất là nhiều chữ chẳng hạn cup and curve hoặc là chúng ta sẽ có những cái chữ như là cut um, và chúng ta sẽ thấy một số các chữ nó có cái letter o nhưng mà chúng ta sẽ đọc nó là short use sound các bạn còn nhớ là những chữ nào không? Tuy rằng chúng ta thấy letter o nhưng mà chúng ta sẽ đọc là short u sound Sun, Monday, one, mother, very good Ok, các bạn rất rất là thuộc bài um, âm cuối chúng ta sẽ nói tới trước khi chúng ta bước sang cái phần kế tiếp đó là short u sound short u sound nó nghe giống như ua trong tiếng việt nam ok look hay là put hay là shook nó là u các bạn mỗi một người đưa lên một chữ để các bạn có thể nhớ được cái chữ này look cook Good, very good. Okay các bạn, các bạn nhớ được một chữ thôi là đủ rồi. That's very good. All right, chúng ta sẽ um, tiếp tục sang cái phần thứ hai. Okay, trước khi mà chúng ta bước sang cái phần uh, phụ âm mà các coi u. Uh, trời ơi. Các thấy hôm nay hôm nay có được lên lớp hay không nữa. <laughs> okay, look at the alphabet. Nhớ nha. Okay, chúng ta bây giờ học uh, nửa năm rồi. Bây giờ chúng ta mới học tới uh, no, uh, Tuấn, sai rồi. This is a long u sound viết theo cách ngày xưa. Bây giờ u cũng là u sound chúng ta viết như thế nào các bạn? U, chúng ta viết bằng cách nào? My dog viết đúng rồi. Ok, chưa tên, chưa tiểu anh viết sai rồi. Đúng rồi. Ok, đây là cách viết của ngày xưa. Bây, đây là cách viết của bây giờ. It's a long you Rồi chúng ta sẽ tới alphabet ở trong tiếng Anh. Các bạn thấy không? Hôm trước Hà các nói với các bạn. Là đi mau hay là đi chậm tùy các bạn mà thôi. Cho nên các bạn hỏi Hà Cát là cái khóa luyện âm là mấy tuần hay là mấy ngày. Hà Cát nói Hà Cát soạn chương trình nó là 8 phần theo như hạt cá nghĩ là nói trong 8 ngày nhưng mà các bạn thấy là chúng ta tới đi chậm rồi đó tại vì tới ngày hôm nay chúng ta gần hết giờ mà chúng ta vẫn chỉ có mới tới được có cái trang thứ hai của cái phần thứ nhất mà thôi chưa bước sang cái ngày thứ hai nữa chậm mà chắc <laughs> ok rồi alphabet tại sao hạt cá đưa cái alphabet lên là tại vì trong bất cứ một cái ngôn ngữ nào các bạn cũng đều phải biết những cái letters in the alphabet. Ok. Và khi mà chúng ta nắm vững được những cái letters này đọc như thế nào đó thì đó là một cái cứu cánh của chúng ta tại sao Hà Ca nói cứu cánh? Là tại vì lỡ một cái ngày nào đó mình đọc một cái chữ nào đó và cái người đó không cách nào họ nghe ra thì các bạn vẫn có thể spell it out các bạn vẫn có thể đánh vần cho cái người đó được, ok? sau so cái đó là cái điều quan trọng của cái cái alphabet. đấy, right. the first one, ok? ở trong này hà cá muốn các bạn làm điều này cho hà cá. cái okay. khi mà hà cá viết cái letter lên đó, letter A, hà cá muốn các bạn viết ngay ở trong cái hàng gạch ngang ở phía bên cạnh đó, ok? cái sound, cái vowel sound của cái 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 letter đó, ok? the first one, A thì các bạn sẽ thấy càng học càng ga đã viết lên là a long a sound very good the next one b là âm gì b very good no âm gì long the vowel sound vowel sound good okay nếu các bạn muốn okay, nếu các bạn muốn các bạn cứ việc viết phiên âm của cái cái đó ra là khá okay, không sao hết nhưng mà các chị cần các bạn nếu mà không nhận được thì nhớ là chúng ta chưa học chưa học tới consonant sound đúng không chúng ta mới học có vowel sound thôi thì nếu các bạn chỉ có biết uh, vowel sound that's fine còn nếu mà các bạn uh, có thể viết hết phiên âm ra được thì càng tốt Alright next one C c let us see một người đi vào trong cái uh, cái cái um... À, cái phòng kiến lửa ngồi ha là tại vì cầm đèn chạy trước ô tô mà lại biết sai cái letter này nó không có âm cái letter này nó không có là cái âm nào hết đây là cái letter cái okay, mà nó không phải là âm đó là cầm đèn chạy trước ô tô đó ok khi mà chúng ta học cái đọc là c đó là âm gì âm gì? Âm S, đúng rồi. Ok, letter C, ok. Chúng ta không có thấy cái letter C nó đứng cho một cái một cái âm nào trong tiếng Anh hết, trừ ở trong trường hợp CH. Okay. Nó không phải là C, ca ca, hay là cầm đèn chạy chiếc ô tô nữa rồi. Ok, A, B, C, chứ không phải là A, B, C. <laughs> It's okay. À, các nói mà bởi vậy cho nên Hà cát nói các bạn làm thế nào chúng ta mới học các vao sang thì các bạn chỉ viết vao sang cho Hà cát thôi ai biểu đã nói là cầm đèn chạy trước ô tô mà phải không Hà cát đã nói rồi viết vao sang thôi là tại vì bây giờ chúng ta đang là mẫu giáo chưa có học chương trình lớp 1 bởi vậy cho nên các bạn càng chạy trước bao nhiêu các bạn càng sai bấy nhiêu <laughs> Ok. All right. C. Các bạn nghe âm gì? Nguyên âm gì? C. không thể chạy trước mà để không sáng. <laughs> All right. D. D cũng là âm long E sound. Very good. Nghe âm kế tiếp nè. F. E, 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 F. Là âm gì? Very good. Short e sound. No, nó no, không phải là F, my dog. Ok, chữ đó không phải là F. Nó là F. Nghe cho kỹ. Hoặc có không đọc là a F. Hoặc có đọc là E, F. Nghe rõ không? Short e sound. Very good. Ok. Hồi nãy chúng ta qua y e rồi phải không các bạn? E là âm gì? E rồi mới tới F. E trả lại E. E các bạn nghe E và F có thấy khác nhau không? E F có thấy long E and short E khác nhau không? Good, all right. Next one, chúng ta có G. G là nghe âm E again. Đúng rồi. Đây là cách để cho các bạn luyện để nghe. Nghe âm sau nè. H. A, H. H. Very good. Cảm ơn nghe rất là rõ. A sound. A. H. Ok. Học cách đọc cái letter H. Đã đọc rất, rất là mau. A tuy rằng nó là long A sound. Nhưng mà họ cách đọc mau. H hai cái chữ này nó sẽ um, contrast với nhau h và h ok khi nào chúng ta học tới fun sound, chúng ta học tới cái đó ở điều đó next one chúng ta có i i rất là dễ ra phải không các bạn i very good long i sound coi lật lột up này không very good alright next one nghe nè j j very good long a sound các bạn giỏi lắm ok very very good ok nghe âm kế tiếp chúng ta có k k cũng là long a sound thì khi mà các bạn nhận ra âm như vậy không cách nào các bạn đọc sai được hết á ok next one chúng ta có l e e l đúng rồi hoàng tử hay đu trên dây điện bây giờ rớt xuống nhà cho nó phải không đọc đúng rồi phải không không còn trên mây nữa short e sound l ok next one chúng ta có m m vẫn là short e sound very good n ok nguyễn ngọc nghe lộn ha nó không phải là m mà nó là m bây giờ chúng ta tới N. đúng rồi ba cái âm đó các bạn thấy l m và n đều là short e sound good alright next one o âm gì đó o long o sound giỏi ok chữ kế tiếp chúng ta có p âm gì đó Sai rồi, ai biết là ai là pi, sai rồi, chúng ta không đọc chữ đó là pi, chúng ta đọc chữ đó là p i e. i. E. Trời ơi trời. Vẫn sai. Bốn năm người sai luôn. Y e. mà các bạn đâu phải ai đâu, y. E. Sai nữa. Y. E. Trời ơi trời. Mấy chục người sai. <laughs> Đúng rồi. No, Ngọc Thủy Nguyễn. W3X12. Sai rồi, nó no, không phải là I. Hồi nãy chúng ta học qua letter I rồi mà các bạn tại sao vẫn lẫn lộn letter I và letter E là sao? This is letter E. This is letter I. Các bạn nói thì vậy con nít vậy. <laughs> kỹ thuật gì mà kỹ thuật sai là sai thôi chứ tao nhà ma ra chúng ta vừa qua lấy E và lấy I ai mà phải không các bạn ok chúng ta vừa qua rồi mà phải không chúng ta đang học á thôi tệ ok bởi vậy cho nên là có nói chương trình 36 tuần nó dạy cho cho các em nhỏ đó bây giờ dồn lại cho các các bạn học trong vòng có có bốn tiếng Ờ, uh, yeah, có thấy một số các bạn từ từ bị bị uh, đi chợ rừng rầy rồi đó Càng lớn càng nhận <laughs> Ok, rồi Trả lại nha Ok, tới chữ P P nghe nè <laughs> Đúng rồi, CK nói đúng rồi um, E, E, ok, nghe rõ rồi phải không P, e. Ok hà các không có muốn các bạn bị uh, lẫn lộn ha tại vì một khi mà các bạn bị lẫn lộn nó nhiều khi uh, um, nó nó sẽ trở thành rất rất là tai hại cho về sau này alright nghe cái âm kế tiếp nha ok q nghe kỹ cái âm này để cho hạ các biết cái âm đó là âm gì q chết đi thông minh quá <laughs> đúng rồi nó là u sound chứ nó không phải là u sound tại nếu nó là u thì nó là cool cái chữ này không phải là cool mà nó là cute. Đúng rồi. Yeah. U, you sound cute. Các bạn thấy rõ ràng không? Very good. Ok. Đó là long U sound. Ok. Âm tiếp theo chúng ta chưa có các bạn ha. Là cách đưa lên cho các bạn thôi. Nhưng mà chúng ta chưa có cái âm này. Đó là âm R âm um, ở oh, uh, trong ở trong tài liệu chúng ta sẽ nói tới cái âm này thành ra chính này uh, các bạn không viết cũng không sao đâu. Ok right. next one chúng ta có là s s trước các bạn nghe thấy nguyên âm gì khi mà các bạn viết khi mà các bạn nghe âm um, s A s đúng rồi short e sound next one chúng ta có t e again lần này hy vọng không ai viết sai nữa nha e very good T. Rồi hai người sai, vẫn còn sai. Ai. Các bạn này trường hợp này người ta kêu là gì các bạn biết không? Fossilized ấy cái trường hợp mà nói hoài 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 mà không sửa được đó là bị fossilized rồi đó là tại vì nó, nó, các bạn thấy là ví dụ như là uh, một cái 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 uh, cái uh, vật gì ha hoặc là bất cứ một cái gì mà chúng ta để lâu ngày và nó hóa đá đó giống như là cái cái vấn đề mà uh, hòn vọng phu mà hóa đá đó <cười> <cười> không phải mà thật sự ra là cái ngôn ngữ của chúng ta khi chúng ta học uh, chúng ta học lâu quá rồi đây là cái chữ thật sự các bạn ha không phải là các đưa lên là các nói chuyện với các bạn đâu đây là một một cái điều uh, thật sự uh, Fossilized là đây là một cái cái chữ để mà dành cho những người mà khi họ học họ học ngôn ngữ thứ hai đó mà rất rất là khó sửa khi mà khi mà một cái âm nào đó ở trong cái tiếng của họ đã ăn sâu rồi và khi mà mà uh, sửa cho những người đó phải nó là cái quá trình nó rất là khó tại vì những cái âm đó nó đã fossilized ở trong ở trong cái 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 tiếng của họ rồi. Vì vậy cho nên đây là cái chữ thật sự đó chứ không phải là là cái chữ uh, cái, cái nó dẫn đâu. Nhưng mà uh, ý của người ta nói là nó đã ăn sâu vào rồi và rất rất là khó để mà có thể có thể sửa. Vì vậy cho nên khi mà các bạn nghe y các bạn nhớ ha âm y nó liên quan với cái letter i e ở trong tiếng anh và các bạn phải quên đây là cái chữ i e ở trong tiếng việt chúng ta không có viết cho cái cái uh, những cái uh, mẫu tự trong tiếng việt ở trong này cho nên chúng ta sẽ dùng tiếng anh thôi và khi mà các bạn nghe i e thì đừng có viết đừng có ai viết ra letter i tại vì letter i nó là một cái letter khác ở trong này ok sau so, trở lại t chúng ta sẽ thấy đó là long e sound và dạ, hai Cảm mẫu này các bạn không có viết sai nữa ok rồi long you và hai cái biết mà từ từ sửa ok long u ok u alright các bạn sẽ thấy you đúng rồi viết phiên âm như vậy next one chúng ta có v ở cái anh chúng ta có long e sound v viết như thế nào còn ai sai nữa không very good ông à, vẫn không có người sai <laughs> tốn bao vẫn sai phong phạm vẫn sai ok hay sai thì sửa lại đi ha e các bạn thấy long e sao e là e rồi có cái gạch như vậy thôi alright rồi cái chữ sau nó hơi khó một chút xíu hà cá muốn các bạn nghe cái âm đầu tiên thôi ở trong cái chữ double dub các bạn nghe được âm gì dub Double, ơ ơ ơ dub, đúng rồi short u sound. Một số các bạn nghe rất là hay, okay dub, giống như trong cái chữ cup hồi nãy các bạn nhớ không? Dub, alright. Chữ này nó là double u, okay nhưng mà họ có muốn các bạn nghe cái âm ơ uh ở trong đó thôi. Dub, double. Alright, và cái âm sau của nó, uh, trong cái U thì các bạn đã biết phía rồi. Next one, chúng ta có X. X. E, E, X. Âm gì đó? Short E sound. Very good. Okay. Rồi, gần hết rồi. Letter Y. Chúng ta có I. Y. Âm gì đó các bạn? I. Y. Trời ơi, có người biết là A rồi. Nó không phải là way engineer Việt Nam Nó không phải là way nó là I Nghe rõ ràng mà phải không Why ai Rồi Âm cuối cùng hơi rắc rối một chút xíu là tại vì bên Việt Nam các bạn hay đọc là Z Âm này trong tiếng Anh không có đọc là Z letter Z Các bạn sẽ nghe cái letter, cái âm cuối cùng đó, nó là Z Long, y, e, còn ai sai nữa không? Ok. Good. Rồi. Chúng ta hết cái phần của ngày thứ nhất. Bây giờ mới bước sang cái phần thứ ngày của ngày thứ hai. Ok, chúng ta còn 30 phút. Hết nghe rồi hả? Còn nghe không? Ok, còn nghe. Rồi chúng ta sẽ qua cái phần này rất là mau các bạn ha. À, hy vọng rằng chúng ta có thể qua hết được cái uh, cái trang này trong ngày hôm nay 30 phút. <laughs> các bạn chú tâm ha những cái âm nào mà chúng ta à, không cần nói nhiều thì hạt cát sẽ không có nói nhiều, khó không có mất thời giờ về cái âm đó là tại vì trong tiếng việt chúng ta đã có rồi bây giờ chúng ta coi thứ nhất ok âm b letter b <laughs> b ok trong tiếng việt nam có âm B hay không các bạn Ok, có. <laughs> nó rất là dễ. Ok. Bây giờ các bạn hãy thấy chúng ta có những cái chữ như là bê, baby. Ok, nó là âm bờ trong tiếng Việt đó. Thành ra nhiều khi chúng ta không cần thắc mắc là âm bờ để môi như thế nào, để lưỡi như thế nào, để miệng như thế nào, không cần thắc mắc. Là tại vì tất cả chúng ta đều có thể đọc được bờ 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 khá okay, cho nên âm B chúng ta không có cần phải nói qua nhiều các bạn sẽ thấy một số chữ hoặc các từ lên cho những bạn nào mà muốn có một uh, một vài chữ trong tiếng Anh thì các từ lên cho các bạn ha. Huh? âm B <laughs> bad but bomb but bad boot beauty and B Alright uh, không có bài học hay để học các lấy lệnh cho bạn hả? Give me a second. À, đây là lệnh. Các bạn các bạn vào trong đó các bạn sẽ thấy cái bài của ngày hôm nay thật sự ra học cách đưa lên từ hôm thứ năm rồi có nghe không các bạn Um, hai ngày mà nói chưa hết nè uh, <laughs> cái mới có đưa lên hai ngày thôi mà cái nó còn chưa hết tới thứ năm là các sẽ đưa lên những cái bài kế tiếp các bạn hết cứ mỗi thứ năm là các sẽ đưa lên hai bài hai phần um, và tùy các bạn đi lại hay là đi đi chậm mà okay, ca nhưng mà cứ mỗi thứ năm là các sẽ upload lên uh, tài liệu cho các bạn để các bạn có thể uh, <laughs> hết thấy đó hả để học các có thể uh, để các bạn học uh, các upload lên thứ năm để các bạn có đủ thời gian để các bạn in ra cái okay? tài liệu bây giờ thì nó còn ít nhưng mà tới khi uh, những cái bài về sau này nó hơi nhiều một chút Và các bạn uh, khi mà in ra sẵn rồi đó thì các bạn uh, có thể uh, ngồi và viết lại khi mà học các dặn qua đó các bạn viết xuống thì nó mau hơn alright um, âm B chúng ta nói xong rồi, ok, âm D, ok, đừng có thắc mắc tại sao họ có skip một dài cái letters, chúng ta không có nói tới letters nữa, tại vì chúng ta đã đi qua cái phần alphabet xong rồi, bây giờ họ các đang nói tới âm thôi, các consonant sound ở trong tiếng Anh, các phụ âm ở trong tiếng Anh thôi. Bởi vậy cho nên các bạn khi mà họ các nói tới âm nào, các bạn cứ nhìn theo tài liệu và các bạn viết xuống, và đừng có thắc mắc là, à, họ các ơi, họ trên chưa nói tới letter C, Ok, đừng có thắc mắc về vấn đề đó. Mà cứ hạt các nói tới âm nào các bạn cứ viết xuống vậy thôi. Rồi hạt, hạt các sẽ trả lời cho các bạn về về những cái vấn đề này sau. đấy Here we go. Những đây là tài liệu của các bạn. Chúng ta đang nói tới cái the, the, next letter là âm D. Chúng ta sẽ thấy âm D ở trong trường hợp chúng ta có những cái chữ như là Dan, Date, Doom, Dog, Did, Done, and Do. Trong tiếng Việt Nam, chúng ta có âm d hay là không? Đúng rồi, chúng ta có. Bởi vậy cho nên Hà cả không có nói thêm về kiểu, chúng ta không có âm d trong tiếng Việt Nam hả? Bước từng bước và dạ, giờ dạ, CK học tiếng Việt Nam ở đâu mà không có âm d? Không có âm d sao mà nói đó vậy đây? không có âm đờ làm sao chúng ta nói được đờ đẫn? con ở singapore nhưng mà có học tiếng việt phải không nếu mà viết ra được là, là con ở singapore là có có cũng có nói được tiếng việt phải không cũng có học tiếng việt phải không nhưng mà âm đờ có mà phải không các bạn đờ có phải không đi đứng có mà phải không có ok rồi good nó là âm đờ trong tiếng việt nam của mình nó đờ đỉnh đó ok rồi <laughs> it's ok alright âm tiếp theo chúng ta có là âm f ok âm f các bạn sẽ thấy nó giống như là âm ph ở trong tiếng việt PH ở trong tiếng Việt có chứ sao không có? Nếu không có âm F ở trong tiếng Việt làm sao chúng ta nói được chữ phở và phi cơ? Phung phí, nó là âm F. Khi viết nó ra nó là âm F. Nhưng mà khi mà cách viết ở trong tiếng Việt Nam của chúng ta thì chúng ta biết là PH. OK nhưng mà trong tiếng Việt Nam chúng ta có âm F. Dạ, các không biết tại sao một số các bạn khi mà nói tới cái âm F, các bạn có problem khi mà đọc tới cái âm F. Nếu mà các bạn thấy cái âm F nằm ở phía sau đó, mà các bạn thấy nó khó, thì các bạn cứ nghĩ tới hai cái chữ này. F, Ok. Đây là một trong những cái trick mà các đưa ra để giúp cho người Việt khi mà các bạn đọc âm F nằm ở phía sau đó, nhiều bạn đọc cái âm f không có được thì các bạn nghĩ tới chữ f phê nó no, không phải là f phê mà là f phê hoặc có viết sao làm ơn viết vậy đi mà ok <laughs> hoặc có viết từ cái chữ f phê các bạn biết là là f phê hay là f phê các bạn cứ thích thích đổi hoài hả ok hoặc có viết cái gì cứ cứ viết như vậy đi ok khi mà các bạn đọc cái chữ f phê các bạn sẽ thấy ngay lập tức khi mà chúng ta đọc f chúng ta không có đọc cái âm p mà chúng ta sẽ đọc f phê nhớ là phải viết hai cái chữ đó các bạn ha F thì các bạn sẽ thấy ngay khi mà các bạn đọc cái chữ F này các bạn sẽ có cái âm F nằm ngay phía sau. Thấy rõ ràng không? F phê. đọc thử đi. F chứ không phải là app phê. Các bạn đọc thử rồi các bạn sẽ thấy chữ F. F phê. đúng không? Có phải là F là chứng cái miệng của chúng ta bắt đầu là chỉ phở đúng không? F f chứ không phải là áp về. Hà cát đang đợi đó. Hà cát đang đợi các bạn khi mà các bạn đọc cái chữ f về có phải là các bạn sẽ đọc là f là các bạn sẽ đọc là âm f này hay không? f f f chứ không phải là áp về cái đây là cái vấn đề để giúp cho một số các bạn không đọc được âm f đó uh, Kevin thành ra kiên nhẫn cho các bạn nó một chút xíu ha tại vì một số người không đọc được và đây là một trong những cái chữ mà các đã nghĩ ra và các nghĩ rằng các bạn đừng có f hay f gì vậy hết các bạn cứ nghĩ tới cái chữ áp xe các bạn sẽ thấy ngay lập tức là khi mà chúng ta đọc cái chữ áp xe chúng ta không có đọc là áp rồi tới xe mà chúng ta sẽ đọc ngay cái chữ là áp xe chúng ta sẽ nghe cho ngay cái âm F vào trong đó đây là cái trường hợp của assimilation assimilation có nghĩa là sự ảnh hưởng của âm ok cho nên khi mà họ cách đưa cái chữ này lên đó thì phân nhiều mọi người họ sẽ nhận ra được ngay F rõ ràng trong tiếng Việt Nam chúng ta cũng có thể đọc được ok cho nên những người nào mà, mà không đọc được cái âm đó thì các bạn có thể đọc âm âm F bên Việt Nam âm F trong tiếng Việt Nam đọc âm đầu rất là dễ nhưng mà nằm ở phía sau thì nó hơi khó cho một số các bạn Ok, nhưng mà các bạn cứ nhớ cái chữ này Ask xe thì chắc chắn các bạn sẽ đọc được Alright, next one chúng ta có Ở uh, trong tiếng tiếng Anh đã có đưa lên một số chữ cho các bạn Chữ fee hay là say hay là foot hay là food um, Hoặc là few, nó đều là âm F À, đúng rồi, trong tiếng Việt Nam không có âm F ở cuối, à, anh Hùng sẽ điêu. Trong tiếng Việt Nam chỉ có âm P ở cuối mà thôi. Bởi vậy cho nên khi mà Hà Cát đưa lên cho các bạn hai cái chữ này à, để cho các bạn thấy là là các bạn có thể đọc ra được cái cái âm F nếu mà nó nằm ở phía sau. Một số các bạn khi mà học tới luyện âm đó các bạn sẽ rất là khó khi đọc những cái chữ như là after um, hay những cái chữ nào mà nó có âm F ở phía sau. Ok, um, âm f chúng ta đi qua xong rồi âm tiếp theo chúng ta có là âm g âm g Alright. ở trong tiếng việt nam có âm g hay là không có đúng rồi nếu không có làm gì có con gà <laughs> Very good. Ok, chúng ta có những cái chữ như là go, hay là gay, hay là get, hay là gone, A gift, hoặc là gần các bạn thấy là g g g g rất y chang âm tiếng của Việt Nam là các sẽ đi qua cái âm này rất là mau. The next one chúng ta có đúng rồi gạo. âm <laughs> right. um, sau chúng ta có là âm âm hát á, giống như chữ hát ở Việt Nam mình đó là chữ h âm um, trong tiếng Việt Nam có âm hờ hay không các bạn? Hoa hậu đúng rồi, ok chúng ta có trong cái chuyển chỉ như là high hay là hot hay là hum hay là hip and a hand. Các bạn thấy âm này chúng ta có, thành ra chúng ta đi qua rất là mỏng. Trong tiếng Việt Nam chúng ta không có âm này, đó là âm ch Nó hơi uh, giống giống như là âm ch ở trong tiếng Việt hoặc là âm tr tùy từng vùng uh, ở trong tiếng Việt Nam của chúng ta. Cái âm này khi mà các bạn uh, để ý đó nó là j. nó hơi dằn cái giọng lại một chút xíu thôi. Như vậy các bạn nói những cái chuyện như j, hay là cheap hay là j job hay là ch, ch, gym chim chúng ta hơi dặn dặn một chút xíu ở cái chỗ này nói um, nó giống ch trong tiếng việt nam uh, nhưng mà nó khác ở cái chỗ này ha? các hay đưa cái sự so sánh này lên để mà nói với các bạn các bạn hay nhớ cái câu mà các nói là chị tôi chưa có chồng đó ok chị tôi chưa có chồng nói theo giọng của người miền nam thì là chị tôi chưa có chồng chị chị tôi chưa có chồng chờ 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 đó là tiếng của người miền nam tiếng của người miền bắc nhẹ nhàng hơn một chút xíu chị tôi chưa có chồng chị tôi chưa có chồng đó là âm của người miền bắc nhưng mà trong cả hai âm các bạn đều thấy nó không có chờ chờ còn nếu mà các bạn muốn mở luyện cái âm này đó thì các bạn sẽ đọc nó như thế này đọc nó nó mạnh hơn một chút mà các nói là âm này trong tiếng việt nam không có các bạn hãy nói là chị tôi chưa có chuyện. Nếu mà các bạn dần giọng như vậy đó thì các bạn sẽ ra âm J. Ok, và âm này trong tiếng Việt Nam không có. Trong tất cả mọi mọi dòng mà trong Việt Nam nó không có nơi nào mà kêu là chị tôi chưa có chồng không có nơi nào nói vậy hết. Nhưng mà đây là chúng ta đọc như vậy để mà chúng ta có thể luyện được cái âm này có vậy thôi. Cho nên một số các bạn rất là thắc mắc là à, làm sao chúng ta đọc được cái âm này. That's all you have to do các bạn dùng ngay trong cái tiếng việt của mình đó, Giờ chúng các bạn thử đọc ra kem đó mạnh như vậy, và các bạn sẽ ra kem trè Alright dễ không? Hà các nói rồi tại vì cái tùy từng vùng Kevin ha cái âm T TR đó uh, tùy từng vùng, có nơi họ đọc là trè, ví dụ như là uh, uh, trân trọng có nơi họ đọc là chè, chẳng hạn là trân trọng, có nơi họ đọc là trờ, trân trọng. thành ra cái mà bạn đem như vậy thì các không có nói theo nói nó giống tuân dụng được. nhưng mà âm chè ở trong tiếng Việt Nam không có. dù rằng các bạn đọc cách nào đi nó cũng không có ra cái chè ở trong đó được. đặt lưỡi ke giữa hai hàm răng cắn lại bật hơi. cái âm này không có đặt lưỡi với hai hàm răng bạn áp này không có đặt lưỡi giữa hai hàm răng. Bây giờ bạn đọc cái chữ cái chữ uh, chữ chơi đó ha, cái chữ chơi. Giống như trong tiếng Việt Nam của mình đó, chơi, chơi, chơi bạn đâu có cho cái lưỡi giữa hai hàm răng đâu phải không? Chưa là bạn đọc theo giọng Nam đi chơi, hay là bạn đọc theo tiếng của người miền Bắc là đi chơi, không cách nào mà cho cái lưỡi giữa hai hàm răng được hết á. Phải không? Ok, cho nên cái lưỡi chúng ta không có không có đặt giải hai hàm răng cho cái âm này. Dạ, <laughs> yeah, các bạn cái chữ chờ đó, cái chờ mà các bạn chờ mạnh một chút xíu ở trong đó thì nó ra thôi. Alright, âm J tạm được rồi hết chứ uh, chúng ta sẽ qua tới âm K. Âm này quan trọng hơn uh, trong tiếng Anh. Cả nói cái âm này nó hơi lâu một chút xíu các bạn để ý ha. Ở trong tài liệu các bạn sẽ thấy hạt có viết cái cách viết mà học cá nói với các bạn đó, cái okay, aspirated, k okay, nó như thế nào. Ở hôm trước học cá có nói các bạn viết cách ở trong này học cá không có cách nào mà viết được. thì bây giờ tài liệu đưa lên học cá đã viết ra cho các bạn thấy được rồi đó. À, khi mà viết cái um, cái cái letter h theo cái cách lũy thừa, theo cái cách lũy thừa, lũy thừa, Ok thì các bạn nhìn vào tài liệu các bạn sẽ thấy rồi phải không? color h hả các viết theo cách lũy thừa các bạn có thấy không? Ok. tại sao hả các đưa cái vấn đề này lên là tại vì khi mà âm k ở trong tiếng anh để hả các giải thích cho bạn âm k ở trong tiếng anh nó khác với âm cờ trong tiếng việt là cái chỗ này âm cờ trong tiếng việt chúng ta đọc những cái chữ như là con cá con cá các bạn không có nghe thấy cái sự thổi hơi ra nhưng mà người Mỹ nếu mà các bạn đưa cho người Mỹ đọc hai cái chữ này chắc chắn họ sẽ gọi khan cá. họ có cái sự thổi hơi ra. Vậy khi mà họ đọc cái 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 âm đó đó, đó là cái âm k ở trong tiếng Anh à, Tà Linh và Kaka nghe ha họ sẽ giải thích cho các bạn cái vấn đề này. Ở trong tiếng Anh khi mà âm cái âm k đứng đầu một chữ trường hợp như cái chữ cat hay là chữ con hay là chữ king hay là chữ uh, uh, kit là khá như vậy. Các bạn sẽ nghe a puff of air. A puff of air. Okay, có nghĩa là có sự giữ hơi ở trong miệng. Và chúng ta bật cái hơi đó ra. Cái đó nó gọi là aspiration. Và trong IPA, là International Phonetic Alphabet, là theo phiên âm quốc tế. Thì cái ký hiệu cho aspiration, đó là cái letter H, viết theo cách lũy thừa giống như hà có viết ở trong đó cho các bạn đó các bạn thấy không bởi vậy cho nên khi mà nhìn theo phiên âm quốc tế cái âm kh, người ta sẽ viết giống như vậy và người việt nam khi mà chúng ta nhìn thấy cái cách viết như vậy đó chúng ta nghĩ đó là âm k Hát ở trong tiếng việt nam đó là cái sự hiểu lầm rất là tai hại tại vì chúng ta cứ lầm tưởng đó là âm khờ của việt nam và âm khờ của việt nam và âm, kh nam và âm kh nó hoàn toàn khác nhau các bạn thấy rõ không? cho nên khi mà chúng ta nhìn vào cái vào trong một số từ điển đó, và đây nó bắt đầu nó bắt nguồn từ những cái người mà họ dạy các bạn. Tại vì khi mà họ nhìn vào cái cái cách phiên âm, và họ không nhận ra được là ở trong IPA cái ký hiệu đó, cái ký hiệu mà cái letter H là cái chữ H đó viết theo cách lụy thừa, nó đứng cho aspiration. Cho nên họ mới lầm tưởng. Đó là cái âm KH của Việt Nam. Bây giờ các bạn hiểu chưa? Là tại sao chúng ta thấy một số người nói các bạn âm kh là âm KH của Việt Nam. Ok. Chúng ta sẽ chạy đi xuống 9 10 11 12. Chúng ta sẽ chạy xuống ờ uh, số 11. Ok, các bạn chạy xuống số 11, chúng ta sẽ nói về âm P. Đi xuống số 11, chúng ta sẽ nói về âm P. Chúng ta sẽ trở lại cái âm, âm K, các bạn hả? Chúng ta trở xuống số 11, âm P. Again, ở trong này chúng ta sẽ thấy aspirated P. Là khi mà đọc âm P đứng đầu một chữ pen, pot, pet. Các bạn sẽ thấy chúng ta có sự thổi hơi ra again chúng ta sẽ thấy cái sự thổi hơi ra a puff of air aspirated nằm ngay ở đây và các bạn sẽ thấy hạ các viết cái aspirated p nó cũng là cái chữ cái âm p có cái cái chữ h giống như viết các lũy thừa ở trong này các bạn thấy không những người nào mà có tài liệu mới nhìn thấy ha còn những người nào mà không có tài liệu thì các bạn sẽ không có thấy đâu bạn không cần phải há miệng to ra cái vấn đề là bạn giữ cái hơi ở trong miệng cái puff of air bạn giữ ở trong miệng Puh. Puh. ok và khi mà khi mà ở trong tài liệu các bạn thấy rất là rõ ràng khi mà họ có viết cái cách đó và again họ có nói trong IPA ok cái letter H viết theo cách lũy thừa nó đứng cho cái sự aspiration và đây lại thêm một cái vấn đề nữa là chúng ta bị hiểu lầm là thầy của chúng ta nói rằng âm P trong tiếng Anh đọc giống như là âm P phở trong tiếng Việt. Các bạn thấy rõ ràng không? Âm P ở trong tiếng Anh không có đọc giống như P phở trong tiếng Việt. P phở trong tiếng Việt là PH, là cái âm đó là âm gì? Âm F, được rồi. Nhưng mà tại sao họ nói à, rõ ràng ở trong này nó đây là P phở? Các bạn nhìn thấy ở trong tài liệu Hà Cát đưa lên nó có phải là P phở hay không? Nó không phải là pH hay không? Nó không phải. Ok, bởi vậy cho nên khi mà nói tới vấn đề IPA, dùng phiên âm quốc tế chúng ta phải hiểu được là các ký hiệu đó nó đứng như thế nào. Và đừng có hiểu lầm. Để khi mà các bạn giải thích lại cho con em các bạn hoặc là các bạn... Uh, à, các không dám nói các bạn đem cãi lại thầy cô đâu ha tại làm như vậy hơi hơi vô lễ một chút nhưng mà khi mà các bạn giải thích lại cho con em của các bạn hoặc là các bạn dùng cái tài liệu này để mà đi các bạn làm thư rồi thì dạy cho những người khác học tiếng anh các bạn có thể giải thích cho họ rõ ràng là ở trong ipa cái 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 ký hiệu đó nó đứng cho cái gì Right. So khi mà các bạn uh, giải thích được một cái số Cái điều như vậy các bạn sẽ không còn hiểu lầm nữa Và các bạn sẽ không có nói là à, Cái âm P là chúng ta đọc PH theo âm phở Và các bạn sẽ thấy, thấy rất là rõ, rõ ràng Âm P Pop pin, pin Pat Nó có cái sự thổi hơi ra Tại vì nó có cái, 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 cái ký hiệu đó uh, Chúng ta sẽ xuống tới số 14 các bạn ha? Các bạn sẽ thấy âm T Same thing âm t chúng ta sẽ thấy có aspirated t và đây cũng là một cái sự hiểu lầm là tại sao có một số người nói âm t trong tiếng anh chúng ta đọc giống như là th trong tiếng việt hoàn toàn sai okay. Khi mà các bạn nhìn vào tài liệu các bạn sẽ thấy khi mà họ có viết cái chữ aspirated p nó cũng sẽ có cái ký hiệu đó Và cái ký hiệu đó đứng cho cái gì các bạn? Cái ký hiệu đó đứng cho cái gì? sự thổi hơi ra ok cái thổi hơi mạnh ra aspiration Puh. ok thì ở trong chữ âm t các bạn sẽ bật hơi ra bằng cách này t tom tip ten All Right. Cho nên bây giờ chúng ta đã biết aspiration nó là gì? Trong tiếng Anh có ba âm khi mà đứng đầu một chữ chúng ta phải có aspiration. Đó là ba âm gì? PTK. Ok, ba âm này hả các nhắc đi, nhắc lại, nhắc đi, nhắc lại. Nếu các bạn đọc nó đứng đầu một âm mà các bạn không thổi hơi ra, các bạn đang đọc sai âm. Alright. Rồi, chúng ta còn thắc mắc về aspiration hay không? Đúng rồi. Khi nào đọc một cái gió nó thổi hơi ra hoặc là các bạn đưa một cái tờ giấy, đó, cái trang giấy đó. Các bạn để cái trước cái miệng của mình khi mà các bạn bật hơi ra, các bạn sẽ thấy cái tờ giấy nó bay. Ok âm hỏi ok chớ Hà các hỏi lại bạn tuấn ha ở trong tiếng anh có âm này hay là không khi mà chúng ta nói về âm chúng ta phải hỏi có âm này hay không không có thì sao hỏi được <laughs> ok nhìn vào cái tài liệu Hà các đưa lên cho các bạn các quy âm trong tiếng anh ok nó không có âm này ok trong tiếng anh nó chỉ có âm k. còn cái letter c nó chỉ là chữ viết thôi nó không có phải là âm rồi, bây giờ chúng ta trở lại ha. À, số 7. <laughs> ok. Trở lại số 7. Um, right. Bây giờ chúng ta đã biết rồi phải không là khi mà đứng đầu một chữ thì chúng ta sẽ đọc có cái sự thổi hơi ra trong những cái chữ như là king, kite, can, cat, cot. Đúng rồi. Tại sao cái âm Ok, Hà Cát sẽ nói về cái letter C cho bạn nghe chút xíu nữa. Cái phần note, ok, đó là cái phần Hà Cát sẽ giảng về những cái vấn đề này. Còn bây giờ chúng ta hãy nói về âm trước đã. Đấy. Crush, các bạn sẽ thấy dù là chúng ta bất cứ một cái trường hợp nào âm đứng đầu, k, chúng ta vẫn phải có sự thở hơi ra. Clock, crush, đấy. Nói điều 1 thì phải nói điều hai các bạn nhìn cái chữ này các bạn có thấy âm K nó đứng đầu hay là không đứng đầu của một chữ hay là không nó không đứng đầu một chữ bởi vậy cho nên chúng ta có thổi hơi ra có dùng aspiration ở đây được hay là không nhớ là các nói aspiration chỉ dùng khi mà nó đứng đầu một chữ mà thôi cái chữ scan, các bạn sẽ thấy nó không còn aspiration nữa và có đưa lên hai chữ để các bạn coi ha. Ok, cái sự khác biệt. Can, scan. Can, scan. Có nghe rõ không? Can, có aspiration. Scan, không có aspiration. Good, ok. Um, để các bạn coi còn chữ nào nữa, ok. Scan, các bạn sẽ thấy không còn aspiration nữa, ok nhớ uh, yeah, next week là các bạn sẽ dẫn về allophone cho các bạn, ok thì các bạn sẽ hỏi là khi nào chúng ta dùng uh, dùng những cái âm um, aspiration hay là chúng ta khi mà dùng ta không có dùng aspiration khi mà các giảng về allophone thì các bạn sẽ biết từ cái đó tuần tới chúng ta sẽ nói ha um, next one uh, âm số 8 số 7 xong rồi bây giờ tới số 8 âm L âm L trong tiếng Việt Nam có hay là không lan và đẹp lẹ làng có không có nhưng mà Thật cả cho một cái chữ nhưng rất là lớn ở trong này có một số các bạn nói rằng các bạn bị ngọng âm L và âm N ok nghe cái điều này cho kỹ các bạn đó không có ngọng đâu mà tại vì các bạn chưa có học được âm l ở trong tiếng việt nam chưa có học được âm n ở trong tiếng việt nam chứ không phải là ngọng không phải là ngọng rồi thế hôm qua không phải hôm qua là buổi sáng hôm nay đó hà cá có một dịp hà cá nói chuyện với một bạn và hà cá hà cá nói với các bạn nếu Uh, hôm nào hạt cá sẵn hạt cá sẽ gom lại những cái bạn nào mà uh, có cái vấn đề mà L và N đó okay, hạt cá sẽ giúp riêng cho các bạn đó nhưng mà các bạn phải uh, nhớ một điều khi mà học với em L và em N thì các bạn đừng có nói rằng tôi nhọng, không có nói ngọng ok thật sự ra cái âm đó bạn chưa hề học qua trong tiếng Việt Nam chưa hề học qua chứ không phải là các bạn bị ngọng đâu. Và tại sao thì thì để khi nào hạ cá giúp các bạn hạ cá sẽ giải thích cho nó nó về vấn đề về uh, tâm lý một chút xíu. Nhưng mà thật sự ra là không phải ngọng. Ok. Uh, dạ đúng rồi gấu đâu có ngọng đâu các bạn. Hơi nghẹn chút xíu thôi nhưng mà không có ngọng. <laughs> okay. Rồi, nói tiếp các bạn ha. Đây, âm L trong tiếng Việt Nam chúng ta có là rồi chúng ta đi qua rất là mau các bạn ha. Trường hợp những cái chiếc lớn hay là những cái chữ lot, lame, lunch and love. Ok, chúng ta đã có những cái chữ này rồi, cho nên chúng ta đọc ra qua, qua rất là mau. Nếu bạn nào mà hơi khó khó muốn tập cái âm này trước đó, hà cả nói các bạn để cái đầu lưỡi của mình. Ok, rất là nhẹ nhàng đưa lên chạm vào phía trong cái hàm răng ở phía trên. Nhớ là chạm vào răng không có chạm vào lợi. Cái sự khác biệt giữa cái răng và lợi là cái gì các bạn biết rồi phải không? À, các không cần phải nói thêm về cái vấn đề này. Răng và lợi khác nhau ở cái chỗ nào? Âm L các bạn chỉ có để cái đầu lưỡi vào phía trong hàm răng chạm vào răng mà không có chạm vào lợi à, bởi vì họ chưa có học đó à, không phải là họ lẫn lộn mà tại vì họ chưa có học cũng giống như là người người Korean khi mà họ đọc âm R và âm L trong cái chữ collect và cái chữ correct họ không cách nào họ phân biệt được hết là tại vì họ không học họ chưa hề học hai cái âm này ở trong tiếng việt cho nên ở trong cái tiếng của họ cho nên mình thì mình thấy ồ âm ó âm e rõ ràng khác nhau mà mình học rồi cho nên mình biết nhưng mà họ chưa học thì các bạn ở đây cũng vậy trường hợp các bạn mà nói là chúng tôi ngọng về âm eo vậy thật sự nó không phải là bạn ngọng mà mà nói thật ra là bạn chưa học hai cái âm này ok cho nên uh, cho nên khi mà chúng ta nhận được cái điều là à, tôi chưa học thì bây giờ tôi học ok tôi để thử coi là tôi học nó như, như thế nào thì khi mà các bạn register được cái điều đó nhận thức được cái điều đó thì các bạn sẽ coi là cái âm là một cái âm hoàn toàn mới thì các bạn mới nhận thức được còn nếu mà các bạn cứ đổ lỗi là tại vì em ngọng thì không có cách nào các bạn có thể thay đổi được hết Alright, so um, Ê yeah, dạ, nhưng mà phải tìm vợ và dạ, có nhiều bận quá chừng um, Anyway, uh, soạn cho các bài này không cũng cũng mất biết bao nhiêu là giờ của các khác rồi uh, so các bạn tiếp tục ha chúng ta uh, nói cho mau cho qua cái cái uh, cái uh, giờ 12 giờ rồi ha các biết các bạn mở lớn rồi nhưng uh, Ngưng được chưa các bạn? Ngưng được chưa? Chúng ta sẽ ngưng ở số 10 đi ha Chúng ta sẽ ngưng ở số 10 đi nha Ok, ngưng ở số 10 nha Ok, ML xong rồi bây giờ chúng ta tới MM âm um, em trong tiếng Việt Nam có âm em là cái âm em à, để nó no, còn nhiều lắm mà nói tiếp số 10 thôi rồi nét suối hạt cát nói tiếp nha ok âm um, em trong tiếng Việt Nam chúng ta có phải không giống như chúng ta nói ngày mai âm um, em thì chúng ta có âm um, em chúng ta có mom có much có mid và có mu chúng ta có âm um, em trong tiếng Việt Nam thành ra chúng ta không có nói nhiều âm um, l n n ở trong tiếng Việt Nam cũng có Ok, chúng ta sẽ có những cái chữ như là uh, not hay là num hay là no. Ok, chúng ta sẽ có những cái chữ này. Rồi chúng ta sẽ ngừng ở đây các bạn ha. Các sẽ đưa cái link lên cho các bạn để các bạn có thể vào và uh, luyện tập trong thời gian chúng ta nghỉ hè. Nghỉ hè 5 ngày. <laughs> ok, here we go. Uh, đã các lấy cái link cho các bạn. Uh, ok. Uh, all right, here we go. Dog4 com Đây là một cái link mà uh, các teachers ở bên này dùng để mà giúp cho các em từ khi nào gọi tới lớp 1, lớp 2 và lớp 3. Uh, những em nào mà đọc rất là yếu đó, thì các bạn sẽ thấy là chúng ta um, đưa vào trong này. Các bạn sẽ thấy cái một cái điều hay ở trong này là họ tập cho các bạn đọc từng chữ chữ một bất cứ cái chữ nào ví dụ như các bạn viết là I have a book, okay và các bạn uh, không có biết đọc cái chữ nào đó thì các bạn click vào ngay cái chữ đó đưa cái 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 cái, cái, cái cursor của mình đó ra ngay cái chữ đó thì họ sẽ đọc lấy chữ đó lên cho các bạn. thành ra nó đọc có thể các bạn nghe uh, người người ta đọc là I have a book nhưng mà các bạn ra từng chữ thì nó sẽ đọc là, I have a book rất là rõ ràng cho các bạn. Vì vậy cho nên khi mà các bạn vào trong đây đó các bạn học hoặc là các bạn đưa các em vào trong đây học, nó, uh, ở trong này họ sẽ dạy các bạn tất cả các alphabet, các sound short vowel sound, uh, long vowel sound, các consonant sound, người nào muốn muốn cầm đèn dạy trước đó ok vào trong này học các consonant sound, các bạn sẽ nghe rất là rõ ràng cái aspiration ở trong đó. Ok. Uh, OK, uh, cái này không cần uh, các bạn nếu mà tại vì nó có cái quảng cáo ở trong đó đó, nếu các bạn không cần sign up cũng không sao hết, nó quảng cáo thì uh, chúng ta đợi khoảng chừng vài giây thì nó hết quảng cáo. Còn nếu mà các bạn muốn uh, không quảng cáo thì các bạn sign up nó free các bạn ha. Đây là cái uh, nó là 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 âm là E. Bạn vào trong đó thì bạn sẽ học, bạn sẽ sẽ nghe người ta uh, đọc rất là rõ ràng. Và đây là website của Mỹ thành ra các bạn nghe cái âm và các bạn sẽ nghe tiếng con nít đọc ha <laughs> chứ không phải là tại vì đây là website dùng cho các em nhỏ cho nên uh, các bạn chỉ cần click vào thôi bạn ở trong đó các bạn sẽ thấy um, uh, alphabet abc hay là các bạn sẽ thấy là bắt đầu đọc như thế nào i can read um, hay là gì gì đó và các bạn khi mà trong cái mùa hè có nghĩa là 6 ngày chúng ta nghỉ đó các bạn vào trong đó và các bạn cố gắng đọc hết các, các uh, quyển sách ở trong đó cho các bạn cho hạt cát ok ở trong đó có những cái online books uh, người ta tập cho các bạn đọc từng trang trang một đọc đi các bạn sẽ có uh, đúng rồi có minh họa nữa nó có rất là nhiều cho nên um, cái link này uh, các muốn các bạn giữ lại để mà giúp cho các em nhỏ nữa dù là ở nước ngoài hay là ở bên việt nam uh, chăm hỏi Uh, uh, đợi chút ha uh, thì khi mà các bạn vào trong đây các bạn có thể dùng cái website này để giúp cho các bạn uh, của các uh, em của các bạn học được. Right, uh, thọ con hỏi uh, chữ nh là âm nh đó phải không? Việt Nam làm hướng dẫn cho một người nước ngoài đọc làm sao để có thể đọc được cái âm nh đó phải không bà? muốn họ muốn nói là cái âm anh hát làm sao mà đọc cho người mỹ họ đọc phải không ok bạn nói với họ đọc âm như vậy nè ok âm anh. nói với người mỹ mà nói tới âm anh và âm long dư chắc họ không biết đâu thì bây giờ bạn đưa cái chữ này lên cho bạn họ đưa cho bạn họ cho họ đọc nè January thì cái âm anh cộng với âm long dư sảng nó sẽ ra âm anh hát của việt nam mình Chenya, Chen New, New Thì đó là âm anh hát nó nằm ở trong này đó. Nhưng mà người Mỹ họ không có âm này. Nhưng mà nếu mà bạn nói là đọc cái chữ Chen New thì họ sẽ đọc ra được. Ok. Và nói với họ là cái âm nh ở trong này đó là nó là cái âm từ âm N cộng với âm you ở trong tiếng Anh. Alright. Rồi right. các các bạn các bạn rất là nhiều ha. Uh, À, tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục nha các bạn ha à, dạ hà cát à, cảm ơn các bạn đã hôm nay đã giao tham gia lớp cùng học với hà cát à, bắt đầu học như thế nào tuổi nào tốt nhất các bạn khi mà các em 2 tuổi đó một tuổi đó thật sự ra các em mới mới mấy tháng là các bạn nên đọc sách cho các em nghe rồi ok các em càng nhỏ bao nhiêu càng đọc sách cho các em người ta kêu là shared reading shared reading Đấy. Right. Khi mà các bạn đọc cho các em đó Cho các em nhìn vào Uh, quyển sách của mình đọc nhìn vào các chữ mình đọc và từ từ các em sẽ nghe đọc đi đọc lại đọc đi đọc lại thì các bạn sẽ thấy là các em đó sẽ từ từ biết nhận ra cho tới hai ba tuổi các em sẽ bắt đầu nhìn vào chữ cho và các bạn từ từ đọc được cái website hay các đưa cho các bạn nó cho các em vào trong đây và học ok thì các bạn sẽ thấy là các em từ từ sẽ nhận ra các em nhận mau lắm các bạn OK. Uh, khi mà có những cái chương trình mà cho các em 3 tuổi đó học luyện chạy rất là mau. Vì vậy, vậy cho nên uh, các bạn uh, nếu mà muốn hoặc các sẽ hoặc Cá có rất là nhiều website để dạy cho các em con đít nên nếu mà uh, khi nào có hoặc các chia sẻ ra uh, dùng cho các bạn. Nhưng mà có một số người ta cần chúng ta mình phải register hoặc mình phải trả tiền. Thành ra hoặc có không muốn đưa lên hoặc có muốn lên cái website nào Mà nó free miễn phí cho các bạn thôi. Uh, rồi chúng ta sẽ tiếp tục next week các bạn huh? thứ năm hoặc là sẽ upload lên tài liệu cho lần sau và. Uh, các sẽ mong rằng gặp lại các bạn sau này à, hình như là có một các các ấp lên lên giúp phải không hình như là cậu muốn lên giúp với hơn cậu cậu con đây không cậu con đây không cậu có lên giúp các bạn không Uh, oh yeah, yes. Ok, dạ. Yeah. Uh, gấu muốn mở cái nào thì Hà Cát mở cho. Ok rồi. Hà Cát cảm ơn các bạn. Các bạn đã lại học cùng với gấu ha. Uh, uh, tuần sau Hà Cát sẽ gặp lại các bạn thứ bảy 10 giờ. và uh, gấu yeah, gấu PM cho Hà Cát cho Hà các biết là gấu cần cái PM, cái detection nào Hà Cát sẽ mở lên. alright, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hà Cát hẹn để các bạn cùng học với gấu nha. Ok, cảm ơn, cảm ơn các bạn và chúc các bạn một tuần vui vẻ. khi này.